Phan tướng quân, Phan tướng quân, Phan tướng quân, không xong rồi. Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì hoảng hốt vậy? Có rất nhiều hắc nhân giết nhiều người của chúng ta, giờ đang chạy về hướng kho lương thảo. Hả? Có chuyện này sao? Mấy người canh cửa ở đây đi, tôi đi theo ta. Các ngươi lại, mục đích là gì? Nếu nói sự thật thì sẽ giữ lại toàn thây, nếu không băm thành trăm mảnh. Xem ra các ngươi không muốn sống nữa rồi. Giết! Rốt cuộc bọn họ là ai vậy chứ? Giết chết chúng! Hành động! Tuyệt đối không được để hắc nhân đốt kho lương. Mau cứu quả đi, mau lên. Chỉ 13 người thôi sao? Phải, chỉ 13 người. Vậy chắc chắn bọn họ đều là cao thủ hết rồi. Cũng coi như được liệt vào hàng cao thủ. Mau dẫn bọn họ lên đây để cho trẫm xem qua. Dạ. Những người khác lui xuống hết đi. Dạ. Yeah.
phủ nguyên soái. À, tham kiến chúa công. Hoàng thượng, chúng ta nên đi thôi. Tại sao phải đi? À, nếu như hoàng thượng không có chuyện gì thì tới chỗ lão thần ngồi chút đi. Lúc nãy Khanh nói thập tam vô danh chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Tiết Nhân Quý. Mệnh lệnh của bất cứ người nào cũng không nghe, bao gồm trẫm mà. Ờ, nghe nói là vậy. Tiết Nhân Quý kêu bọn họ giết ai, bất luận là ai họ cũng giết, bao gồm cả trẫm sao? Ờ, nghe nói là vậy. Nói như vậy thì trẫm cảm thấy hơi đáng sợ đó. Không lẽ hoàng thượng cảm thấy nghi ngờ lòng trung thành của Tiết Nhân Quý sao? Đương nhiên không phải. Nhưng lúc nãy Khanh cũng nhìn thấy rồi, những người đó đại bất kính với trẫm, hoàn toàn không coi trẫm ra cái gì cả. Đội quân này được sử dụng cho giang sơn xã tắc, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác. Đây chính là lòng trung thành của Tiết Nhân Quý đó. Ái Khanh nói như vậy trẫm đã hiểu rồi, cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng hôm nay mời họ ra đây, đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì vậy? Cái này Di thần cũng không rõ lắm. Tới đủ rồi phải không? Dạ đủ. Ta ra lệnh, tối hôm nay mọi người xông ra dòng dây, tới chỗ nên tới, đốt hết toàn bộ lương thảo của bọn họ. Dạ. Khẩu dụ của hoàng thượng hỏi là Tiết Nguyên Soái khi nào khởi giá. Tiết Nguyên Soái, hoàng thượng sốt ruột tới mức không đợi được nữa. Nô tài cũng biết là ngài đang sắp xếp mọi thứ, nên nô tài đã cố tình ở chỗ hoàng thượng kéo dài thêm một chút thời gian. Sau khi hoàng thượng phát hiện đã chửi mắng nô tài một trận. À, La Công Công chịu ấm ức rồi. Báo cáo Nguyên Soái, theo điều tra tối qua toàn bộ quân Thương rút khỏi thành Tỏa Dương. Sau khi kiểm tra kỹ, trong thành không có gì bất thường. Hành cũng đã chọn xong, đồng thời để lại 300 tướng sĩ ở xung quanh. Đã kiểm tra toàn bộ tình hình xung quanh, không có phát hiện gì bất thường. Được. Công công, hãy hồi bẩm hoàng thượng, một canh giờ sau chúng tôi nên giá vào thành. Dạ. Ngươi theo ta. Hai người vào trong. Ngươi qua bên kia. Chỗ này có cao thủ từng tới, nội lực của người này rất đáng sợ. Nếu so với bổn tướng quân, kẻ tám lạng người nửa cân. Báo cáo tướng quân, trong nhà có hai người tàn tật, có cần dẫn tới cho ngài xem không? Khoan, nếu là tàn tật thì hành động bất tiện lắm, đâu cần làm phiền người ta. Đi, chúng ta vào trong. Ông quân gia, các ngươi là người gì vậy? Tôi là người tàn tật đi xin ăn. Người của thành này à? Không phải. Còn ngươi? Hắn bị cầm đó. Buổi tối hai người ở đây sao? Có lúc ở, có lúc không ở. Bọn ta là đại quân triều đình, sẽ đóng quân ở chỗ này. Chỉ cần hai người không làm gì sai trái,
bọn ta sẽ không làm hại các ngươi. Bọn ta chỉ tiêu diệt phản tặc, hơn nữa còn bảo vệ các ngươi nữa. Chúng tôi chỉ mong ngày có ba bữa, tối có chỗ ngủ, không mong gì hơn. Không mong gì hơn. Thôi được, hai người nghỉ ngơi đi, ta đi trước đây. Được. Đi. Không có, không có gì. Trưởng quan, không có gì hết. Thương tặc đúng là nhỏ mọn, đem hết toàn bộ kho lương thực đi, không chừa lại gì hết. Nhảm nhí, họ để lại lương thực ở đây, đợi ngươi ăn no rồi đi đánh hắn sao? Sắp xếp người dọn dẹp kho đi, chuẩn bị để lương thảo của quân Thảo. Dạ, chúng ta đi làm ngay. Đi. Hay, hay. Tốc độ và sức lực khi phóng mai hoa tiêu đúng là phải khiến cho người ta kinh ngạc. Đại ca, bước tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Căn cứ theo mệnh lệnh của đại nguyên soái, do La Kỷ gốc gác của quân Đường mới tính sao. Đại ca. Khốn kiếp, đã nói ban ngày đừng có đi tới chỗ này mà dám làm trái. Bộ muốn cho bọn quan binh biết chuyện sao? Ta đánh chết. Đại ca, đừng có tức giận mà, nghe hắn nói cái đã. Đại ca, ta có chuyện quan trọng tới đây báo với huynh đó. Chuyện quan trọng gì vậy hả? Hoàng đế triều Đường sắp vô thành, nếu là như vậy thì hắn phải được bá tánh quỳ lại. Đây mà cũng gọi là tin quan trọng đó hả? Thời điểm lập công của chúng ta tới rồi. Lập công hả? Đúng, lập công lớn. Chẳng phải hoàng đế triều Đường muốn được bá tánh cả thành quỳ lại hay sao? Chúng ta trà trộn vào trong rồi sẽ nhân cơ hội giết chết cậu hoàng đế. Nếu như giết chết hoàng đế rồi, các đệ nói có phải lập được công lớn không? Vậy thì chúng ta có thể trở thành quan to rồi. Có điều đại ca, quân Đường có nhiều người tới như vậy, nhiều tướng lĩnh giỏi tới như vậy, toàn là đệ nhất cao thủ không à. Huynh nói xem chúng ta có thể làm được không vậy? Đúng vậy đại ca, chúng ta có thành công không? Các người đừng quên, chúng ta đang ám sát, không phải công khai. Họ ngoài ánh sáng, chúng ta trong tối. Chỉ cần có cơ hội ra tay thì hoàng đế chết chắc. Đúng vậy. Người của họ nhiều cỡ nào, cao thủ cỡ nào, đợi họ phát hiện ra chuyện này, chúng ta đã thành công rồi. Họ có muốn cứu thì cũng không kịp nữa. Mà người có biết khi nào hoàng đế mới vào thành không? Còn khoảng một canh giờ nữa. Không còn kịp nữa đâu. Để mau chóng báo với những người khác, nửa tiếng sau tập hợp lại. Dạ đại ca. Quách Dũng, mau chóng viết thư cho đại soái, báo cáo kế hoạch của chúng ta. Dạ.
Chỉ cần hoàng đế bước lên đài, chúng ta không thể ra tay được. Tới lúc đó mọi người phải nhìn ta, ta ra tay mọi người mới ra tay, còn nếu không thì không được manh động. Quách Dũng, lúc đó yểm trợ cho ta Dương Mưu để làm dự bị. Nếu ta bị ngăn cản không thể ra tay thì để ra tay, tới lúc đó ta sẽ ra lệnh. Dạ đại ca. Hay. Ê cha, mọi người đều nói Tiết Nhân Quý là con cáo già thiên hạ vô địch. Trong mắt của ta thì ta thấy hắn cũng chỉ là hư danh mà thôi. Mọi người hãy nghĩ coi, ta chỉ sử dụng có một kế sách đơn giản tới như vậy thôi mà hắn đã qua loa vô thành luôn rồi, rơi vô cái bẫy của ta. Ê cha, quả nhiên là hư danh mà thôi. Hai vị quân sư, tên Tiết Nhân Quý muốn tác thành chúng ta, vậy khi nào chúng ta dây thành mới được đây? Bao Quy Soái, Dương Khuê Sơn có tin. Hành thích Lý Trị ở quảng trường. Rốt cuộc có chuyện gì khiến Nguyên Soái vui mừng tới vậy? Hai vị quân sư à, hai người không có biết rồi. Trên mật báo viết tên lão hoàng đế Lý Trị đó dám đi diễu hành ở quảng trường để bá tánh quỳ lạy mình. Dương Khuê Sơn đã quyết định trà trộn vào biển người đó, nhân cơ hội mai phục để ám sát cổ hoàng đế. Ta nghĩ với võ công của đám người Dương Khuê Sơn, muốn giết chết tên cổ hoàng đế đó không phải là chuyện khó đâu. Một tên hôn quân hồ đồ, một tên nguyên soái hồ đồ. Ai cha 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 cha, coi ra đã tới lúc tiêu diệt quân Đường rồi. Đúng là trời giúp cho ta mà. Đúng là ông trời giúp ta mà. Nếu bây giờ có thể giết hoàng đế thì đại nghiệp phản Đường của chúng ta sẽ thực hiện mau chóng hơn. Khá lắm, người đâu? Có. Truyền lệnh của ta, báo với các vị chủ tướng tới lều trại của ta để bàn bạc kế sách. Dạ. Tiểu tứ, chú ý mấy người ở bên đó. Khởi bẩm nguyên soái, phát hiện của vài người đã nghi. Được, chú ý cảnh giác. Dạ. Tiết Khanh Gia, sao lại cản đường vậy? Bẩm hoàng thượng, di thần có việc muốn tấu. Khanh có việc gì muốn tấu à? Hoàng thượng, chúng ta lần đầu vô thành Tỏa Dương, đối với tình hình trong thành cũng không hiểu rõ lắm. Thần thấy giờ ở quảng trường đủ loại người trà trộn, vì sự an toàn của hoàng thượng, hôm khác chúng ta mới nhận sự quỳ lại của bá tánh đi. Tiết Ái Khanh, Khanh cũng biết là trẫm đã hứa với bá tánh rồi. Trẫm đã nói ra như vậy, sao có thể thay đổi được chứ? Không lẽ Khanh muốn trẫm nuốt lời hay sao? Hoàng thượng, vì thần thật sự nghĩ cho sự an toàn của người thôi. Được rồi, lùi xuống đi. Ngày hôm nay trẫm không trách tội của Khanh đâu. Hoàng thượng, đừng có nhiều lời nữa. Khởi giá. Khởi giá. Tới rồi. Đi. Đi. Đứng lại. Mấy người đang làm cái gì vậy? Chúng tôi muốn nhìn mặt hoàng thượng. Vậy sao các người lại lén la lén lút chứ? Tiểu nhân theo mọi người vào đây đó. Hả? Ta nói các người nghe, đừng có dẫn đầu chen lên trước để gây ra hỗn loạn. Ta hiểu tâm trạng muốn nhìn mặt hoàng thượng, bây giờ cũng đã nhìn thấy rồi. Không có gì nữa thì mau đi về đi. Dạ. Tiểu nhân nghe lời đại nhân. Nghe lời đại nhân. Đi đi đi. Quay về hộ giá. Dạ. 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 Đi. Các vị, bây giờ đã tới lúc chúng ta phát huy rồi. Chỉ cần thư của Dương Khuê Sơn tới đây, chúng ta có thể hành thích tên cẩu hoàng đế đó. Chỉ cần tiêu diệt được hoàng đế là có thể tiêu diệt toàn bộ quân Đường. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng,
Hoàng thượng, hôm nay mới được thấy hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, lên nói hoàng thượng đúng rồi, hoàng thượng đó. Không sai đâu. Quá ha. Đúng là hoàng thượng đó. Hoàng thượng nhìn rất phong độ. Hoàng thượng ra. Hoàng thượng đó. Hoàng thượng đó. Hoàng thượng đó. Hoàng thượng đó. Hoàng thượng kìa. Là phong độ. Tiểu tứ. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng thật hả? Đúng rồi, khí chất có khác hả? Hey, hoàng thượng, okay. Hoàng thượng đó. Hả? Có thích cắn. Hoàng thượng có thích cắn. Hoàng thượng, hoàng thượng có thích cắn. Chạy đi, chạy đi. Hầu gia, hầu gia, hoàng thượng, hầu gia, hầu gia, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, tôi chỉ mang quả. Mau hầu gia, chạy đi, chạy đi. Đại ca, ta thấy Dương Bá khó mà đối phó được, cũng cần phải đi giúp một tay không? Như vậy không được. Dù sao bây giờ hắn cũng đã bị lộ rồi, không lẽ để muốn chúng ta cũng bị lộ sao? Đồ ngốc, đi, đi. Đứng lại, mấy người quay về hậu giá đi. Tiểu tứ, đi. Bảo vệ hoàng thượng. Mau bảo vệ hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng, có người bị thương. Đi thôi hoàng thượng. Ở đây nguy hiểm, mà hồi cũng trước đi. Đi mau đi hoàng thượng. Đi. Đi. Đứng lại. Hoàng hữu, hãy mau chịu trói đi. Được không? Hey, cũng sắp tới giờ rồi, nên có thư tới đây rồi đó. Bao Quy soái, thư của Dương Khoai Sơn. Hành thích không thành công. Quy soái, Quy soái, Quy soái. Cậu hoàng đế đó đúng là mạng lớn. Hắn ở chỗ nào vậy? Hắn chạy nhanh như vậy thì bắn chân hắn đi. Được. Để hắn khỏi chạy. Bắn chân cái của hắn đi. Được. Đứng dậy. Ai sai ngươi làm hả? Chết rồi. Tiểu tứ, mũi tên của huynh có độc hả? Chưa là cái mạng, sao lại dùng tên độc được? Cái gì? Cắn lưỡi tự tử à? Dạ phải. Sau khi tiểu tứ bắn trúng hắn, chúng tôi còn chưa đi tới trước mặt của hắn thì hắn đã chết rồi. Tân tướng quân dặn tại hạ phải chưa là cái mạng, cho nên tôi bắn vào chân trái hắn. Tại sao phải bắn vào chân trái hắn? Tại vì trong lúc đánh nhau với người này, phát hiện chân trái của người này rất có sức. Trong lúc hắn đang bỏ chạy, ngươi có thể bắn đầu trúng đó sao? Còn nhỏ tuổi như vậy mà có tài bắn giỏi thật đó ha. Tần tướng quân, huynh đúng là đã thu nhận hai nhân tài hiếm có đó nha. Hôm nay hai người lập được công lao rất lớn, đặc biệt là giang hổ cứu giá hổ giá, công lao không nhỏ. Hoàng thượng chắc chắn sẽ đích thân ban thưởng. Còn Trần Bá nữa, Quốc Trì tướng quân, ông ấy sao rồi? Bẩm nguyên soái, sau khi ông ấy bị thương, tôi dìu ông ấy vào doanh trại cho ngựa y kiểm tra. Phi đao đâm không sâu lắm chỗ trúng nội tạng. Sau khi băng bó, vốn dĩ muốn giữ ông ấy ở lại lều của mặt tướng, nhưng ông ấy không chịu, bây giờ đã về nhà của ông ấy rồi. Được, bổn soái sẽ đem công lao của các vị báo cáo với hoàng thượng, luận công ban thưởng. Tạ ơn nguyên soái. Các vị tướng quân, với việc thích khách tự sát có cách nghĩ gì không? Tôi cảm thấy Dương Bưu chắc chắn còn có đồng đảng ở trong thành. Hơn nữa, họ đều là gian tế mà Thư Bửu Đồng đã để lại. Hai vị nói rất đúng. Họ đều là những người có võ công cao cường. Họ đang ở trong tối, chúng ta ngoài sáng, không đề phòng được. Đối với chúng ta là sự uy hiếp cực lớn. Hơn nữa đối với an toàn của hoàng thượng cũng là mối đe dọa lớn. Cho nên,
nhất định phải điều tra bọn họ cho bằng được, tiêu diệt triệt để. Tần tướng quân, trong phi hổ doanh của huynh, những người có võ công như họ có bao nhiêu người? So với họ, không phân cao thấp, chắc có khoảng 7-8 người. Rất tốt, nhiệm vụ này giao cho phi hổ doanh nha. Tu lệnh. Giang hổ tiểu tử nghe lệnh. Có. Kể từ bây giờ, bổn soái lệnh hai người làm đới đao hộ vệ của phi hổ doanh dưới trướng Tần tướng quân chỉ huy. Tạ ơn nguyên soái. Nguyên soái, mặt tướng muốn những người phụ trách việc giang tế tổ chức thành một đội việc giang tế khoảng 30 người tổ hợp thành, do giang hổ làm đội trưởng, tiểu tứ làm phó đội trưởng, nghe thấy thế nào? Rất tốt. Tuy hành thích không thành công thì để cẩu hoàng đế đó sống thêm vài ngày cũng đâu có gì. Dù gì mạng của hắn sớm muộn cũng thuộc về ta, còn tên tiếc nhân quý đó nữa, ta chắc chắn phải lấy mạng của hắn. Nguyên soái nói rất đúng. Chỉ cần họ bước vào thành Tỏa Dương, tôi nghĩ họ cũng không sống được bao lâu. Bây giờ quân đường cũng đã vào trong thành Tỏa Dương rồi, ta muốn nghe coi ý kiến của các vị khi nào dây thành đây. Bần đạo cho rằng dây thành làm sớm chứ không làm trễ. Mạc tướng đồng ý cách nghĩ của quân sư, tốt nhất tối nay dây thành. Tối nay hình như có hơi gấp rút. Bao dây thành chứ không phải tấn công, không có gì gọi là gấp rút. Bần tăng cho rằng tốt nhất tối nay, trễ nhất tối mai. Nếu quân đường phát hiện ra điều gì rút lui ngay thì kế hoạch của nguyên soái coi như công cốc. Vậy thì trận chiến này khó đánh rồi đây. Chứ gì nói đúng lắm. Ta quyết định tối ngày mai bắt đầu dây thành. Mọi người đi thông báo cho các vị tướng lĩnh, tối mai dây thành, nhưng mà phải dây ở ngoài khoảng 300 bước. 300 bước? Nguyên soái, tại sao lại xa như vậy chứ? Cho dù là né tên 100 bước cũng đủ rồi. Đúng đó, đúng đó, 300 bước đủ rồi. 100 bước là đủ rồi. 300 bước xa quá, 300 bước là đủ. Sao đúng sao dữ vậy, không biết nữa. Không cần nhiều lời. Mau. Sao rồi? Dẫn thêm vài người ở lại chỗ này, ngày đêm theo dõi nghiêm ngặt. Được. Chỉ cần tìm được nơi bồ câu đưa thư bay ra thì không lo không tìm được họ. Được, giờ ta đi sắp xếp. Đi. Đi. Hoàng thượng, có phải Thảo Dân lại nói sai nữa không? Không có. Ông muốn nói sao thì cứ nói như vậy đi. Trẫm thích nghe như vậy. Vậy thì tạ ơn hoàng thượng. Trẫm sẽ thưởng cho ông 20 lượng vàng. Ngoài ra, đợi trẫm tiêu diệt phản tặc, ban sư hồi triều, sẽ đón ông về Trường An ở, thưởng cho ông 100 mẫu đất, 100 ngôi nhà, cho ông an hưởng tuổi già. Hoàng thượng, không được làm như vậy. Hơn nữa, ở Trường An, Thảo Dân thủy thổ bất phục, Thảo Dân sẽ không đi đâu. Hơn nữa, số vàng này Thảo Dân càng không lấy được. Tại sao vậy? Người nghĩ xem, nhiều vàng tới như vậy, để đâu ở nhà Thảo Dân? Nói không chừng lại còn gây ra tai họa nữa. Hoàng thượng, Thảo Dân muốn sống những ngày tháng bình yên một cách bình bình an an. Bây giờ thì bản thân tự làm đậu phụ, lại có để ăn. Người xem, có thể vận động gân cốt nữa chứ. Như vậy không phải tốt lắm sao? Tạ ơn hoàng thượng, tác thành cho Thảo Dân. Chẳng lẽ ông muốn trẫm làm một vị hoàng đế, vong ơn phụ nghĩa, thưởng phạt bất minh sao? Nếu là như vậy, thì hoàng thượng thưởng cho Thảo Dân một chút ngân lượng đi. Ồ, ông cần bao nhiêu? 4 lượng bạc. 4 lượng à? Đúng, 4 lượng. Nhiều hơn cũng không lấy thêm. Trong đó có 2 lượng trả cho quốc trì tướng quân, 2 lượng bạc đó. 2 lượng bạc còn lại thì sẽ tiếp tục mua thuốc cho cháu gái. Vậy là đủ rồi.
Trần lão bá như vậy. Hoàng thượng tục ngữ có câu: cung kính không bằng tuân lệnh. Thảo dân thấy người hãy tuân lệnh đi nha. Hoàng thượng, người nhìn xem có phải là nói sai gì nữa không? Trời đất ơi, tôi đáng chết, tôi đáng chết mà. Trần lão bá, không phải trẫm đã nói rồi sao? Ông nói cái gì trẫm cũng thích nghe. Nếu đã như vậy thì trẫm làm theo lời của ông, cung kính không bằng tuân lệnh. Còn không mau đi lấy ngân lượng cho Trần lão bá đi, rồi đưa ông ấy quay về. Nô tài tuân chỉ. Tạ ơn hoàng thượng, thảo dân xin cáo từ. Trần lão bá chỉ lấy có 4 lượng bạc thôi, chỉ duy nhất 4 lượng bạc, bất cứ ban thưởng khác đều không cần. Có con dân tốt như vậy, trẫm cũng bị ông ta cảm động rồi. Nghe lời kể lại của hoàng thượng, lão thần cũng thấy cảm động. Tuy rằng Trần lão bá không có văn hóa, không biết ăn nói, nhưng mà lời nói của ông ấy rất chân thật, bao hàm triết lý. Thiên hạ có con dân như vậy đúng là phước lớn của hoàng thượng, vinh dự của giang sơn xã tắc. Trẫm vẫn luôn suy nghĩ, nếu không mau chóng tiêu diệt phản tặc, trả lại thái bình thịnh thế cho bọn họ, thì trẫm làm sao có thể ăn nói với chúng sinh thiên hạ được đây? Chúng thần chắc chắn sẽ liều mạng tiêu diệt nghịch tặc, để ba tánh thiên hạ mau chóng nhận được ân điển của hoàng thượng. Tiếc Ái Khanh, chuyện giết giặc Khanh định làm thế nào đây? Hồi bẩm hoàng thượng, di thần có một kế hoạch. Tối nay mời chư vị tướng lĩnh tới bàn bạc, cuối cùng nhờ hoàng thượng định đoạt. Nói cho ta nghe thử. Đại ca, có tìm được thi thể chưa vậy? Tìm được rồi, ta đã kêu huynh đệ đem đi chôn rồi. Dương Bưu huynh đệ có thể yên nghỉ rồi. Đại ca, ta có đem vài cây nhang về đây, hay là đốt nhang cho huynh ấy đi. Đưa đây. Dương Bưu huynh đệ, đệ hãy yên tâm mà đi đi. Đệ đợi nha, đợi bọn ta lấy được cái đầu của cẩu hoàng đế, sẽ bái tế thật long trọng cho đệ. Dương Bưu huynh đệ, hãy phù hộ cho bọn ta nhanh chóng thực hiện được ước mơ của mình. Mấy hôm trước, Quốc Trì Bảo Lâm từng tới chỗ này, hắn có nghi ngờ chúng ta. Mấy hôm nay mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, đừng có bất cứ hành động gì. Ban ngày cũng đừng có ở lại đây nữa, tới buổi tối hãy về đây. Dạ biết rồi đại ca. Cái lão già hôm đó hét lên có thích khách, có tìm được chưa vậy? Không thấy, lúc đó chúng ta không có ở phía trước, không nhìn thấy mặt ông ta, chắc là hơi khó tìm đó. Coi như hắn may mắn. Mong là Dương Bưu huynh đệ hiển linh, để cho chúng ta phát hiện được ông ấy. Vậy thì giết cả nhà hắn, không chừa một ai. Hoàng thượng, lúc nãy căn cứ theo cao kiến của quân sư và chư vị tướng lĩnh, di thần quyết định đại quân nghỉ ngơi 3 hôm, sau đó tiến lên phía trước tấn công Hàn Giang Quan. Không biết ý hoàng thượng ra sao? Được, mọi người nhất định phải sắp xếp thỏa đáng. Trẫm sẽ đợi tin vui của Ái Khanh. Di thần quyết không phụ lòng của hoàng thượng. Hôm nay tại sao Giang Hổ lại không tới vậy? Bẩm hoàng thượng, Giang Hổ đang chấp hành một nhiệm vụ rất đặc biệt. Giang Hổ cũng có công hộ giá rất là nhiều đó, trẫm cũng phải ban thưởng cho hắn mới được. Hồi bẩm hoàng thượng, Giang Hổ đói rồi, hắn đã được nguyên soái phá lệ cho làm hiệu quý, cảm thấy mãn nguyện, không dám nhận sự ban thưởng của hoàng thượng. Cho dù muốn ban thưởng cũng phải đợi tiêu diệt thư tặc, hắn lập thêm công mới tưởng cũng không muộn. Được, rất có chí khí. Vậy trẫm theo ý của hắn, đợi ngày hắn tiêu diệt được phản tặc, lập thêm công lao mới nữa, thì trẫm sẽ ban thưởng luôn một lần. Bố, bẩm hoàng thượng,
mấy chục vạn đại quân của Thư Tặc đã bao vây thành Tỏa Dương từng tầng rồi. Hả? Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Đã bao vây thành Tỏa Dương rồi sao? Sao mà nhanh vậy? Tiết Ái Khanh, bây giờ phải làm sao mới được đây? Hoàng thượng không cần lo, Thư Tặc vây thành chúng thần đã đoán trước rồi, đồng thời đã chuẩn bị xong. Thần đoán là Thư Tặc bao vây không tấn công. Nếu như hắn dám mạo hiểm tấn công vào, ngoài việc thi thể xếp lớp thì hắn không thu hoạch được gì hết. Có Ái Khanh ở đây, cảm thấy yên tâm rồi. Mời Hoàng thượng di giá lên thành, chúng ta nhìn xem thử. Cũng được, nhìn xem tên nghịch tặc Thư Bửu Đồng có trận thế ra sao. Tiết Ái Khanh à, Thư Tặc sao lại có nhiều người như vậy? Hoàng thượng, tuy rằng Thư Tặc tự xưng trăm vạn đại quân, theo di thần thấy cũng chỉ là một đám ô hợp thôi, không đáng e ngại. Tiết Nguyên Soái nó không sai, đừng thấy Thư Tặc người đông như vậy, sao có thể so sánh với tướng sĩ có tố chất mà chúng ta huấn luyện? Nếu thật sự đi vào đấu thì họ bại ngay. Hoàng thượng không cần lo lắng. Đợi ngày mai cổng thành mở ra, lão phụ giết họ rồi mới nói sao? Hả? Trình lão thiên tuế có quyết tâm như vậy, muốn giành công đầu sao? Hả? Cậu tưởng là ta không dám sao? À, không không, nếu ngài đã nói như vậy thì đương nhiên nắm chắc phần thắng rồi. Tiết Nguyên Soái có đồng ý cho ngài ấy ngày mai đi ra thành giết địch, nâng cao sĩ khí không? Ê, Trình lão thiên tuế tuổi tác đã cao, sao có thể để ngài ra trận giết giặc? Tiết hiền đệ, cậu cũng coi thường lão phu sao? Ngày mai ta sẽ đi giết cho cậu coi. Lão thiên tuế, ngài có ý như vậy để ta đi xin hoàng thượng ân chuẩn nha. Cậu đi tìm hoàng thượng thì sao? Chứ còn gì nữa? Cậu còn muốn ta chết sớm hay sao? Không phải đâu, ta muốn ngài đi lập công đầu tiên mà. Đương nhiên là ta muốn lập công lao đầu tiên rồi. Có điều lúc vận chuyển lương thảo ta bị phong hạn, còn chưa hồi phục. Nếu không thì thôi đi, nhường cho thanh niên để lập công ha. Quân ta bây giờ đã bao vây quân Đường trong thành Tỏa Dương. Tiếp theo đây phải làm sao? Ta muốn nghe coi ý kiến của mọi người. Theo lý mà nói, bao vây là vì muốn tấn công, nhưng bần đạo cảm thấy rất khó tấn công. Không tấn công vậy chúng ta bao vây làm gì? Mặt tướng cho rằng tấn công rất khó, nhưng mà chỉ cần chúng ta không sợ chết, liều mạng tấn công, sao có thể không phá được chứ? Mặt tướng cho rằng khi nào tấn công vào thành, làm sao tấn công phải bàn bạc từ đầu, nếu không sẽ bị thương vong thảm thương. Đánh trận làm gì có chuyện không thương vong, nói qua nói lại cũng chỉ là sợ chết thôi. Trong đại quân, chẳng lẽ tất cả tướng sĩ đều sợ chết, chỉ có tướng quân ngài là không sợ chết hay sao? Đương nhiên ta không sợ chết, vì đại nghiệp của Nguyên Soái, chết cũng không hối tiếc. Không sợ chết thì tấn công thành trì được sao? Bần tăng cho rằng thành Tỏa Dương khó tấn công, khó nhưng vẫn phải tấn công, không thể suốt ngày bao vây như vậy. Tiền sư nói đúng lắm, chúng ta phải mau chóng tấn công. Một ngày tấn công không được thì hai ngày không được thì ba ngày, sẽ có một ngày chúng ta công phá được. Ta thấy đừng có cãi nhau nữa, nghe lời Nguyên Soái sắp xếp đi. Đuổi theo. Dương tướng quân, cho hỏi ngươi một chút, ngươi có hiểu biết bao nhiêu về trang bị của quân Đường không? Chỉ là những thứ dùng để đánh trận thôi, những gì mà họ có chúng ta cũng có vậy. Bởi vậy mới nói cả đời này ngươi chỉ có thể là một vị phó tướng quân mà thôi. Ta nói cho ngươi biết quân Đường có trang bị gì nha. Trang bị cỡ nặng của quân Đường có rất là nhiều. Ví dụ như nỏ nè, chỉ riêng một loại binh khí như nỏ thì quân Đường đã có tới 7 loại. Hơn nữa, loại nào cũng có uy lực. Tầm bắn của họ ở trong 200-300 bước. Ngoài những thứ đó, còn có máy nỏ cỡ lớn, xe pháo, những trang bị cỡ nặng nữa. Nguyên Soái hèn chi Nguyên Soái dây thành ngoài 300 bước. Nguyên Soái cao minh. Chúng ta không có những trang bị này. Hơn nữa, những quốc gia ở vùng lân cận cũng hiếm khi thấy. Vì vậy quyết định của bổn soái
là bao vây bọn họ trước, không được tấn công bọn họ nhưng mà vẫn phải tiêu diệt bọn họ. Nếu không tấn công thì làm sao tiêu diệt được bọn họ đây? Ngươi hãy suy nghĩ đi, chỉ cần chúng ta bao vây tất cả bọn họ thì lương thảo của quân Đường duy trì được bao lâu nữa đây? Ý của nguyên soái đây là chỉ dây không đánh, nhốt họ ở trong đó tới chết luôn. Đúng vậy, chỉ cần làm theo ý của ta thôi, bao vây thành Tỏa Dương, cắt đứt lương thảo của bọn họ. Tới lúc đó làm cho họ hết sức lực, thành Tỏa Dương không cần tấn công cũng tự phá được. Bao vây bọn họ tới hết lương thảo thì phải bao vây bao lâu? Sao hả? Ngươi sợ không đủ thời gian hay sao? Chúng ta bao vây nửa năm không được thì một năm, nếu không được nữa thì hai năm. Nói tóm lại là tới khi bọn họ hết lương thảo mới thôi. Nguyên soái anh minh. Nguyên soái anh minh. Nếu muốn nhanh thì cũng có cách, chỉ là chúng ta không thể làm được. Chúng ta phải báo với một đội ngũ khác nữa, tức là phải báo với đám người của Dương Khuê Sơn, để bọn họ nghĩ đủ mọi cách tiêu hao hết lương thảo. Dạ. Báo, báo cáo đại nguyên soái, ba vị tướng quân Dương Bất Siêu, Ba Nhĩ Xích, Hắc Thành Tinh đã dẫn binh giành lại giới bài, tiếp thiên Kim Hà Tam Quan. Tốt quá, quá rồi, tốt quá rồi, quá tốt rồi. Vậy là tốt quá rồi. Đúng vậy. Tốt. Kiểu này là ông trời. Còn ba vị tướng lĩnh thủ quan, một người tự sát, còn hai người bị loạn quân giết chết. Dương Bất Siêu và ba vị tướng quân đang đợi mệnh lệnh. Truyền lệnh bổn soái, lệnh Ba Nhĩ Xích trấn thủ Kim Hà Quan, Dương Bất Siêu trấn thủ giới bài quan, Hắc Thành Tinh trấn thủ tiếp thiên quan. Dạ. Tiêu hủy lương thảo bất chấp giá nào. Đại ca, đây là mệnh lệnh do nguyên soái ra lệnh đó. Xem ra chúng ta chỉ có thể bất chấp mọi giá để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Bao gồm hy sinh tính mạng của bản thân chúng ta. Đúng vậy, để sợ sao? Ta chưa từng sợ. Từ khi nguyên soái ra lệnh chúng ta trà trộn vào đây, ta đã đem việc sống chết của ta bỏ qua một bên luôn rồi. Huynh đệ tốt. Tần tướng quân, nửa đêm nửa hôm tại sao một mình ở đây? Trằn trọc khó ngủ nên đã đi dạo một chút. Còn hai người thì sao? Cũng như tần tướng quân vậy. Nếu đã như vậy thì chúng ta cùng nhau đi dạo đi. Gần đây tâm trạng nguyên soái thế nào? Bình thường không nhìn ra, nhưng mà những lúc không ai chú ý tới thì chau mày lại có nhiều tâm sự. Chỉ tiếc là chúng ta không thể chia sẻ điều gì. Nguyên soái. Mọi người đều lên đây sao? Phải, chúng tôi gặp nhau trên đường đi, đều là không ngủ được nên ra ngoài đi dạo. Đã nửa đêm nửa hôm rồi, sao nguyên soái còn chưa nghỉ ngơi đi? Ta lớn tuổi rồi nên ngủ rất ít. Nguyên soái phải suy nghĩ cho tam quân bảo trọng cơ thể mới được. Cơ thể ta không sao. Nguyên soái đang suy nghĩ vấn đề gì? Ta đang nghĩ bước tiếp theo phản quân hành động như thế nào, quân ta phải đối phó ra sao. Không phải tối nay nguyên soái đã nói ở trước mặt hoàng thượng rồi sao? Đó là vì không muốn hoàng thượng lo lắng. Thật ra thì trong lòng ta cũng không rõ. Ê, đúng lúc mọi người đã lên đây rồi, nói thử cách nghĩ của mình đi. Nếu phản quân tấn công vào thì chúng ta đã có cách ứng phó. Nếu như không tấn công vào thì chúng ta cũng không có gì phải lo lắng hết. Phải. Nhưng mà Mạc tướng cho rằng vẫn còn một vấn đề quan trọng, đó chính là lương thảo. Chỉ cần lương thảo đầy đủ thì quân ta sẽ không thể nào bị đánh bại được. Lương thảo của chúng ta cuối cùng có thể duy trì bao lâu? Nếu không có tai nạn gì, ít nhất duy trì được nửa năm. Tai nạn mà tướng quân nói chỉ là cái gì? Gian tế trong thành chưa tiêu diệt hết, chỉ sợ bọn họ đang nhắm vào lương thảo. Nói rất đúng. Dùng đủ mọi cách để bảo vệ tốt lương thảo. Binh lính bảo vệ lương thảo phải tăng cường lên. Ngoài tăng cường binh lính công khai, tốt nhất phải âm thầm bảo vệ nữa, như vậy mới không sơ sót. Được, tôi đi sắp xếp. Ê,
bọn giang hổ có tiến triển gì không? Trước mắt vẫn chưa có tiến triển gì tốt hơn. Kêu họ mau lên, tiêu diệt giang tế càng nhanh, hành động của chúng ta càng chủ động hơn. Dạ. Dạ. Trước mắt đã tới thời điểm quan trọng nhất. Một ngày không diệt giang tế, quân ta vẫn tồn tại sự nguy hiểm, đặc biệt là lương thảo. E rằng đã trở thành mục tiêu chủ yếu của giang tế. Nguyên soái cũng vì rất lo cho chuyện này. Chuyện này, hai người có cao kiến gì không? Thuộc hạ vô dụng, cho tới hôm nay vẫn để cho giang tế nhẫn nhơ ở bên ngoài, mong tướng quân cứ trách phạt. Thuộc hạ càng vô dụng hơn. Hôm đó phát hiện bồ câu vốn định lần theo dấu vết, thật không ngờ không tìm được gì. Thuộc hạ đáng bị trừng phạt. Bây giờ không phải là lúc bàn chuyện trách phạt. Hơn nữa, thành tỏa dương lớn như vậy, họ đang ở trước tối. Nếu muốn bắt họ chỉ trong chốc lát thì đúng là không dễ. Nhưng mà thời gian không đợi ai, chúng ta phải nghĩ cách mau chóng tiêu diệt bọn họ. Thuộc hạ suy nghĩ rất lâu. Nếu như nói phương pháp thì trước mắt có một phương pháp ngốc sử dụng được. Nói ra nghe xem. Tôi muốn chia làm ba đội. Trọng điểm của đội 1 để ở gần khu lương thảo, chuyên đợi tới lúc giang tế ra tay với lương thảo bắt lấy bọn họ. Còn một đội nữa để ở gần nhà quan. Tôi nghi ngờ đó là điểm liên lạc của bọn họ. Chỉ cần người nào buổi tối đi tới đó bắt hết và thẩm vấn. Và đội cuối cùng là đội cơ động, chuyên đi vòng quanh khắp thành để phát hiện dấu vết của bọn giang tế. Ta thấy cũng chỉ có thể như vậy. Làm thử trước đi. Dạ. Báo cáo Tần tướng quân, phát hiện một đám người có ý đồ phóng hỏa đốt lương thảo bị thủ vệ kho lương phát hiện. Có bắt được không? Không bắt được người nào hết. À, xem ra phân tích của ngươi là đúng. Cứ theo phương án của ngươi lập tức hành động. Hạ ngươi trong vòng 7 ngày tiêu diệt triệt để giang tế. Dạ. À, nguyên soái quân sư đã tới, sao không có ai báo một tiếng vậy? Bọn ta không cho thông báo đó, không liên quan tới bọn họ. Thất lễ, thất lễ, mau mời ngồi. Được. Được. Tại hạ giang hổ bái kiến đại sư quân đại nguyên soái. Thuộc hạ tiểu tứ bái kiến đại quân sư đại nguyên soái. Miễn lễ. À, có phải mọi người đang bàn bạc chuyện gì không? Ờ, đã bàn bạc xong, họ đã định rời khỏi. À, hôm nay ta và quân sư tới đây cũng không có chuyện gì, chỉ muốn tới phi hổ doanh xem thử một chút thôi. Vậy thì tốt quá, nguyên soái và đại quân sư đích thân tới phi hổ doanh đúng là một sự động viên lớn đối với họ. Được, vậy bây giờ chúng ta đi ngay. À, đi uống chung trà rồi đi cũng được mà. Tần tướng quân, vậy chúng tôi quay về chuẩn bị cái đã. Cũng được. Thuộc hạ xin cáo lui trước. Ừ. Nguyên soái, mà tướng gia hạn cho họ trong 7 ngày tiêu diệt triệt để giang tế. Họ có trọng trách trên vai, áp lực rất lớn. Ừ. Đúng vậy, đường không hiểm trở, không biết sức ngựa tới đâu. Không có ganh giác, không biết được nhân tài thật sự. Phi hổ doanh dừng lại. Ê, đừng kêu dừng, kêu họ tiếp tục luyện đi. Được, tiếp tục đi. Đừng dừng lại, tiếp tục tập luyện. Mất mặt, đưa đi. Phạt người tập bắn thêm 50 lần. Khá lắm. Bái kiến đủ với đại nhân. Không cần đa lễ, người của ta đã tới đủ rồi. Nghe theo tướng quân sắp xếp. Được. Bốn người các ngươi thay bốn binh sĩ ở trước cửa kho đi. Nhớ kỹ, bất luận bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới các ngươi. Điều các ngươi cần làm chính là không để cho bất cứ ai vào trong kho. Đã hiểu chưa? Dạ, dạ hiểu. Đi. Còn hai người vào trong kho để thủ vệ đi. Mục đích cũng để bảo vệ kho, không để bất cứ ai vào trong. Còn những chuyện khác không cần phải xen vào. Đi đi. Dạ. Được rồi, những người còn lại đi theo ta. Ta suy nghĩ ngày đêm lại không nghĩ ra được điểm này. Thật ra thì đây là một đạo lý đơn giản nhất có thể rồi. Không hề kỳ lạ.
Đối với một người tinh anh mà nói thì những thứ càng đơn giản thì càng dễ bị lơ là. Bình thường hoàng thượng nhìn có vẻ là người nóng nảy, không lo lắng nhiều. Thật ra thì người cực kỳ suy nghĩ sâu xa. Đúng vậy. Về chuyện đại sự, người không hề hồ đồ. Ê, bây giờ nghĩ lại thì cũng cảm thấy nực cười. Ngài nói, ta cứ chờ đợi, cũng không biết đang chờ đợi cái gì. Xem ra, quân ta phải có hành động lớn mới được. Ta định 3 ngày sau xuất kích. 3 ngày sau xuất kích? Phải. Ta muốn mời quân sư coi thiên tượng giùm ta. Đương nhiên là vậy. Nhất chúng ta có thể trà trộn vào trong. Lỡ như không thể trà trộn thì xông vào. Mục đích xông vào kho lương thảo phóng hỏa khi gặp trở ngại. Hai bên đánh nhau chỉ có thể tự bảo vệ mình mà xông vào trong kho. Cho dù những huynh đệ khác gặp nguy hiểm cũng không được giúp đỡ. Xông vào đó người nào hay người đấy. Cho dù chỉ có 1-2 người xông vào, chỉ cần châm vào hỏa, lương thảo của bọn họ sẽ bị tiêu hủy. Cho dù hôm nay có phải liều mạng cho tới cùng thì chúng ta cũng phải hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên soái đã giao cho. Hôm nay thành bại ở trong việc này. Chuẩn bị hành động theo kế hoạch. Dạ, dạ. Quân sư, quan sát thế nào rồi? Các hung một nửa. Tham kiến nguyên soái quân sư. Đây là cháu gái của Trần Bá. Cô bé tìm Uất Trì tướng quân tìm tới chỗ này đó. Ủa, thì ra Trần lão bá có cô cháu xinh đẹp như vậy. Nói tao biết con tên là gì. Con tên là Tiểu Lệ. Tiểu Lệ à? Tiểu Lệ, khuya vậy rồi con tới đây làm gì? Gia Gia đâu? Gia Gia con đang làm đậu phụ đó. Gia Gia kêu con tới tìm Uất Trì tướng quân. Gia Gia con kêu con tìm Uất Trì tướng quân có gì không? Người kêu con tặng cái này cho tướng quân. Đây là cái gì? Đây là gián đậu. Ngon lắm, nhà con chỉ ăn món này lúc lễ Tết thôi. Được. Tiểu Lệ à, ta bàn với con một chuyện. Con đưa cái này cho ta, ta chuyển cho ngài ấy được không? À được rồi, nhưng nhất định phải đưa cho ngài, nếu không Gia Gia sẽ làm con. Yên tâm đi. Tiểu Lệ ngoan, con mau về nhà đi. Gia Gia ở nhà đang lo đó. Được, đi đường cẩn thận. Tạm biệt. Tạm biệt. Tập trung tinh thần nha. Cứu mạng với! Cứu mạng với! Quân gia cứu tôi với! Đứng lại! Làm cái gì đó? Nè đám người này, đây là cấm địa quân sự. Cút ra xa đi, nếu không có ta không cách sao đâu. Các vị quân gia, sao có thể đối với lão bá tánh như vậy chứ? Lão bá tánh hả? Nếu không ta bắt người coi như văn tế. Cút, đuổi hắn đi. Đi. Biết. Cút đi. Nhanh. Cứu mạng với. Hoàng gia giết người kìa. Cứu mạng. Hoàng gia giết người. Đứng lại. Các người là ai vậy hả? Làm cái gì đây? Đại nhân, chúng tôi là người nấu cơm. Trên xe có gì vậy? Là thùng đựng lương thực. Người nấu cơm chưa từng tới chỗ này. Ta phải kiểm tra một chút. Đại nhân, hà tất phải như vậy? Hơn nữa trong nhà bếp đang đợi lương thực, mong là ngài đừng có làm khó tại hạ. Ta không có muốn làm khó người, ta phải kiểm tra một chút. Người đâu? Dạ. Qua kiểm tra đi. Dạ. Nè.
Đi. Nguyên soái, tiểu nguyên soái tìm ta không biết có chuyện gì. Quân sư, đại chiến trước mắt ta nhất định phải học hỏi ở quân sư nhiều hơn mới được. Nè, học hỏi thì không dám. Mục đích chúng ta đột kích lần này là muốn thu hút lực lượng mạnh nhất của kẻ địch qua phe chúng ta. Ta muốn thả một đội nhân mã giết ra ngoài từ cửa đông trước, thu hút kẻ địch qua đây. Sau đó chủ lực chúng ta từ cửa tây giết ra ngoài, nhưng không thể chiến đấu nhiều. Mục đích chính là tiêu diệt lực lượng mạnh nhất của kẻ địch. Còn nữa, đường lui nhất định phải duy trì thông thoáng. Đúng, quyết không thể để chúng chia ra bao giây. Báo, báo cáo nguyên soái, hoàng thượng giá đao. Mau ngân giá. Dạ. Đi. Hoàng thượng giá đao. Di thần khấu kiến hoàng thượng. Hai vị ái khanh bình thờ. Tạ ơn hoàng thượng. Đại chiến trước mắt, hai người đã chuẩn bị tới đâu rồi? Bẩm hoàng thượng, tiết nguyên soái đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày mai chia làm hai đường, dương đông kích tây. Vậy binh lực phân chia như thế nào? Hoàng thượng, mời thượng tọa. Hoàng thượng, cửa đông do Trình Thiết Ngưu Dương Thành dẫn 8 vạn nhân mã xông ra ngoài. Cửa tây do thần Tần Hoài Ngọc và còn huynh đệ Quốc Trì Bảo Lâm với tướng lĩnh. Có điều thần còn muốn chia làm 3 đường. Ba đường? Ba đường nào? Đường thứ ba để làm cái gì chứ? Thật ra chủ ý này thần đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mà mãi không đưa ra quyết định. Ngài nói nghe xem. Tối qua giang tế trong thành xem chút tiêu hủy lương thảo quân ta. Thư tặc muốn lương thảo quân ta mau chóng cạn kiệt, tự bị công phá. Nếu như bọn họ muốn tiêu hủy lương thảo của quân ta, thì tại sao chúng ta không thể lấy gậy ông đập lại lưng ông chứ? Tiêu hủy lương thảo? Nhưng mà nhân mã của đường thứ ba từ đâu mà có? Chẳng lẽ ngài muốn sử dụng bọn họ? Đúng. Thập tam vô danh. Họ... Hai vị ái khanh có gì cứ nói. Tiết nguyên soái, ngoài 8 đại tổng binh ra, còn bí mật huấn luyện một đội rất đặc biệt, dùng để bí mật hành động. Đội này chỉ nghe lời một mình tiết nguyên soái. Bình thường bọn họ ẩn náu khắp nơi trong quân đội, khi triệu tập bọn họ mới xuất hiện. Bình thường không công khai họ tên, vì vậy gọi là vô danh. Nhưng mà đội ngũ này bình thường khi chấp hành nhiệm vụ cực kỳ gian nan và nguy hiểm, có lúc có đi không có về, cách xa chữ chết chỉ có một bước chân. Vì vậy gọi lệch âm là thập tam, gọi là thập tam vô danh. Người biết bí mật này chỉ có lão thần. Chỉ 13 người thôi sao? Phải, chỉ 13 người. Vậy chắc chắn bọn họ đều là cao thủ hết rồi. Cũng coi như được liệt vào hàng cao thủ. Mau dẫn bọn họ lên đây để cho trẫm xem qua. Dạ. Những người khác lui xuống hết đi. Dạ. Phủ nguyên soái. Tham kiến chúa công. Hoàng thượng, chúng ta nên đi thôi. Tại sao phải đi? Nếu như hoàng thượng không có chuyện gì thì tới chỗ lão thần ngồi chút đi. Lúc nãy khanh nói thập tam vô danh chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Tiết Nhân Quỷ. Mệnh lệnh của bất cứ người nào cũng không nghe, bao gồm trẫm mà. Nghe nói là vậy. Tiết Nhân Quỷ kêu bọn họ giết ai, bất luận là ai họ cũng giết.
bao gồm cả Trẫm sao? Ờ, nghe nói là vậy. Nói như vậy thì Trẫm cảm thấy hơi đáng sợ đó. Không lẽ hoàng thượng cảm thấy nghi ngờ lòng trung thành của Tiết Nhân Quý sao? Đương nhiên không phải. Nhưng lúc nãy khanh cũng nhìn thấy rồi, những người đó đại bất kính với Trẫm, hoàn toàn không coi Trẫm ra cái gì cả. Đội quân này được sử dụng cho giang sơn xã tắc, tuyệt đối không dùng vào mục đích khác. Đây chính là lòng trung thành của Tiết Nhân Quý đó. Ái khanh nói như vậy Trẫm đã hiểu rồi, cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng hôm nay mời họ ra đây đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì vậy? Cái này Di thần cũng không rõ lắm. Tới đủ rồi phải không? Dạ đủ. Ta ra lệnh, tối hôm nay mọi người xông ra dòng dây, tới chỗ nên tới, đốt hết toàn bộ lương thảo của bọn họ. Dạ. Hai vị tướng quân Trình Thiết Du Dương Thành dẫn 5 vạn binh vừa nghe tiếng chuông giết ra cửa đông, mục đích là dắt mũi kẻ địch, cố gắng thu hút chúng qua phía của các người. Cửa tây do Bổ Nguyên Soái dẫn binh cùng Tần tướng quân Hiệu Hòa và hai vị Quốc Trì tướng quân, bọn ta dẫn theo 12 vạn đại quân vừa nghe tiếng chuông xông ra cửa tây. Bổn Soái làm tiên phong, hai vị Quốc Trì làm cánh trái phải, Tần tướng quân và Hiệu Hòa tướng quân làm điện hậu. Quốc công và hai vị tướng quân có ý kiến gì không? Mặt tướng có ý kiến. Ồ, Tần tướng quân cứ việc nói. Mặt tướng cho rằng nên để cho mặt tướng làm tiên phong, Nguyên Soái làm điện hậu. Tần tướng quân, huynh tưởng làm điện hậu rất thông thả sao? Mặt tướng cũng nghĩ như vậy, chỉ là mặt tướng vốn dĩ chính là tiên phong, phải có trách nhiệm của tiên phong. Được rồi, được rồi. Cuộc chiến hôm nay Bổn Soái đã đưa ra quyết định rồi, cứ làm theo vậy đi. Nguyên Soái sắp xếp như vậy không ổn, phải bàn bạc thêm. Tần tướng quân, không lẽ huynh muốn tranh công với Bổn Soái hay sao? Mặt tướng không dám, chỉ là mặt tướng không phục. Vậy tại sao hôm nay lại tranh chấp với Bổn Soái như vậy? Thứ cho mặt tướng đã vô lễ. Được rồi, nói nhiều nữa, xử theo quân pháp. Vậy phải làm Nguyên Soái bớt giận. Quốc công, ngài cũng nhìn thấy rồi ha, đại chiến trước mắt mà hắn cứ chống đối ta vậy. Lão phu cảm thấy Tần tướng quân nói có lý lắm. Sao ngài nói vậy? Tiết Nguyên Soái tiên phong ở trước đúng là oai phong, nhưng đây không phải là hành vi của đại nguyên soái. Trình lão thiên tuế nói rất có lý. Được rồi, nghe lời quốc công, Tần tướng quân làm tiên phong, Bổn Soái điện hậu. Đúng là một cuộc tranh cãi lớn. Đúng đó. Tần tướng quân, có chuyện gì không? Có chút riêng tư. Nói. Nguyên Soái, lá thư này ta muốn nhờ huynh đưa cho quyện tử nhà của ta. Lần này xuất chinh, nếu mặt tướng gặp phải bất trắc, ta mong là bọn họ tiếp tục làm việc cho đất nước, cống hiến hết mình. Tần huynh, huynh hà tất phải như vậy? Tiết huynh yên tâm, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Không giấu gì huynh, có thể sánh vai chiến đấu với huynh, đó là vinh hạnh của Tần bổ đây. Nhưng mà ta nghe giang hồ nói rồi, tình hình của Tư Bửu Đồng, trận chiến đấu này rất là nguy hiểm.
Điều này ta cũng hiểu rõ. Cho nên trong lúc ta phân chia công việc, Tần huynh thật sự không nên tranh giành với ta như vậy. Nếu Tần huynh thật sự gặp phải chuyện bất trắc gì thì ta thật sự không biết phải làm sao. Nếu đổi lại là nguyên soái thì tướng sĩ toàn quân phải làm sao đây? Quốc gia phải làm sao đây? Tần huynh, bảo trọng. Có ý kiến gì lắc trình với tướng quân đi. Đúng rồi. Dương Đông kích Tây, truyền lệnh của ta xuống dưới, phái toàn bộ chủ tướng đi tới cửa Tây, mai phục binh lính ở cửa Tây. Dạ. Hôm nay hai vị quân sư cùng ta đi tới cửa Tây bắt sống Tiết Nhân Quý. Bần đạo cho rằng cửa Đông cũng phải có, nếu không thì quân Đường sẽ nghi ngờ chúng ta. Nghe mệnh lệnh của ta, Tôn Đức Từ Nhân hai vị tướng quân có dẫn thêm vài phó tướng và 6 vạn binh mã đóng đô ở ngoài cửa Đông. Dạ. Chúng tướng nghe lệnh. Có. Tiếng chuông vang lên, mở cửa nghênh địch. Ta và Dương Thành tướng quân chia ra hai đường nhân mã giết ra ngoài. Hôm nay thầy sẽ giết thư tặc không còn một ai. Dạ. Chà. Đại tướng quân Tôn Đức Từ Nhân dưới trướng của thư đại nguyên soái đây, tướng đường to gan dám xông vào doanh trại của ta, không lẽ các ngươi không sợ chết hay sao? Hả? Ngươi chính là phản tướng Tôn Đức, ngươi muốn tự bước xuống ngựa đầu hàng hay là muốn bổn tướng quân ra tay đi? Chết tới nơi rồi mà còn ngông cuồng như vậy. Được, hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi về Tây Thiên. Chưa. Mở cửa nghênh địch. Yeah. Yeah.
Phản tặc Tôn Đức, ngươi không phải là đối thủ của Bộ Tướng Quân. Bỏ lên, kêu chủ soái các ngươi ra đây, coi ta giết chết hắn như thế nào. Trên Thiết Ngưu, ngươi muốn gặp chủ tướng của ta ở chỗ này à? Nằm mơ. Ta nói cho ngươi nghe, kế hoạch Dương Đông kích Tây đã bị đại nguyên soái biết trước rồi. Bây giờ đại nguyên soái nhà ta đang ở cửa Tây bắt sống Tiết Nhân Quý. Chuẩn bị rút. Dạ được. Phản tặc Tôn Đức, hôm nay Bộ Tướng Quân không chơi với ngươi, cái mặt của ngươi để lại thêm vài ngày nữa, hôm khác tới lấy sao. Chó chạy đâu hả? Ê, cung nỏ của quân Đường cực kỳ lợi hại, đuổi theo tới thành trì cũng bỏ mạng thôi. Rút. Ngươi là ai hả? Dám giết vài vị mãnh tướng của ta? Ta là phò mã thiên tử Đại Đường, thế tập hộ quốc công, tiên phong với trướng đại nguyên soái Tiết Dân Quý, chính là Tần Hoài Ngọc đây. Ngươi là người nào? Thì ra là con trai của Tần Quỳnh à. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi hỏi bổn soái à? Ta là đệ đệ của Tây Lương Dương Phi, được phong đại nguyên soái Diệt Đường, chính là Thư Bủ Đồng đây. Nếu quân thần các ngươi đã tới đây rồi, chi bằng hãy mau đầu hàng, nếu không thì ta lấy mạng các ngươi. Thì ra ngươi chính là nghịch tặc Thư Bủ Đồng. Tổ phụ của ngươi nhận ân của triều đình nhưng lại bất trung làm phản. Không ngờ hôm nay ngươi đi theo con đường làm phản, tiếp tục làm những chuyện đại nghịch bất đạo. Hiện giờ hoàng thượng ngự giá thân chinh, dẫn thiên binh thần tướng tới đây tiêu diệt tên phản tặc ngươi. Nếu như ngươi biết hối cải, mau chóng đầu hàng, có lẽ sẽ tha mạng cho ngươi. Nếu không thì sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Ngươi đúng là ăn nói ngông cuồng. Được, vậy chúng ta quyết chiến sống chết một phen, đưa mạng của ngươi tới đây. Chà, 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 chà. Tần tướng quân, Tần tướng quân, hai vị quân trưởng, coi chừng sau lưng bị ám sát. Đồ khốn kiếp, để ta làm gì? Cút về đi. Chó.
Cẩn thận! Ca ca! Không, Nguyên soái, ngài không được đi. Tại sao không được? Thư tặc và quân sự của hắn võ công cao cường nhưng không khó đối phó. Chỉ có điều là vũ khí tà môn của họ rất lợi hại, ngài không thể né được. Giờ ngài xuống đó là lành ít dữ nhiều. Tao không nghĩ được nhiều như vậy. Nguyên soái, không được xuống đó. Trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Ngươi lắc đầu cái gì chứ? Ngươi là thần cơ diệu toán, ta thấy chỉ có hư danh thôi. Giờ lúc quan trọng chỉ biết lắc đầu à? Xem ra phải có người đi vô trận, làm loạn tai mắt thư tặc, nhiễu loạn mục tiêu của họ. Người nói sớm đi, vậy thì dễ dàng rồi. Thiết Ngưu có, nhưng bây giờ người đi vô trận lành ít dữ nhiều, sẽ nguy hiểm tới tính mạng đó. Hê, nguyên soái quan trọng hay ngươi đi vô trận quan trọng đây? Lão đạo sĩ nhận ngươi thiệt tình, tới lúc quan trọng không biết phân biệt được ai quan trọng. Ngươi còn là quân sư cái gì? Thiết Ngưu có, dẫn theo Dương Thành giết vô trận, nhiễu loạn tai mắt của cẩu tặc Thư Bố Đồng. Dù có chết cũng phải bảo đảm nguyên soái an toàn. Xin phụ thân yên tâm, dù hài nhi có chết cũng phải bảo đảm nguyên soái an toàn. Thiết Ngưu, cẩn thận đó, cẩn thận đó. Thiết Ngưu, ơi trời ơi, con không có được chết đâu. Con chết rồi thì ai dưỡng lão cho ta? Trời ơi, con trai của ta. Lùi xuống. Thư tặc to gan, người dám ám khí giết người, sao gọi là anh hùng hả? Tiết Nhân Quý, cái lão già ngông cuồng, hơ, ám khí giết được người cũng coi như là anh hùng rồi. Mặt dày vô sĩ, liên tiếp giết ba huynh đệ của ta, hôm nay bổn soái bắt ngươi phải nộp mạng. Ba người e là chưa đủ đâu ha. Tiết nguyên soái, tính luôn ngươi nữa nha. Phản tặc to gan, không có lệnh của ta, không ai được phép lên. Chà! 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 Thôi đến hay lắm. Hay, hay. Lùi xuống, quay về. Thư tặc tới đây. Thư tặc to gan, sao ngươi lại cười lớn? Lão già Tiết Nhân Quý, ta biết ngươi xuyên dân tiễn rất lợi hại, nhưng một mũi xuyên dân tiễn của ngươi chỉ phá được một phi tiêu của ta. Hơ, nghe nói ngươi ở Ma Thiên Lĩnh đã mất một cây, ta có 5 cái phi tiêu, ta xem ngươi làm sao phá phi tiêu thứ 5 của ta đây.
soái cẩn thận. Nguyên soái, thưa tặc, tới đây chúng ta chiến đấu thêm 300 hồ nữa. Rút quân. Mau lên, về nguyên soái về đi. Mặc kệ ta, ta không sao. Mau bỏ về nguyên soái, đóng cổng thành. Mau lên. Đại ca, mạng của Tiết Nhân Quý lớn thiệt đó. Lớn gì chứ, chúng ta về rồi nói. Chúc mừng người soái đã chiến thắng, thuận lợi trở về. Cút! Nguyên soái không cần tức giận, chúng ta đã giết được 3 chủ tướng của địch. Chủ soái Tiết Nhân Quý hoảng sợ bỏ trốn. Bây giờ nguyên khí của quân Đường không cao, chúng ta cũng không cần phải sợ nữa. Nguyên soái, chúng ta nên thừa cơ xông lên trực tiếp giết vào trong thành. Không hiểu sao nguyên soái lại rút về. Hai người im miệng cho ta. Người biết cái gì chưa? Hả? Đuổi theo à? Giữa giờ đâu đuổi theo? Ta nói cho các ngươi nghe, đó là tiêu độc mà ta khổ luyện 5 năm trời ở chỗ tiên sư Lý Đạo Phù. Lần này bị Tiết Nhân Quý thu hết của ta, còn bắn hàng độc tiêu cũng bị hủy đi một cây. Đuổi theo à? Ai đi hả? Ngươi đi phải không? Hay là ngươi đi? Người nào cũng chỉ có cái vỏ thôi, không kiêu dũng thiện chiến như tướng quân của nhà Đường, không biết tự lượng sức. Báo cáo nguyên soái, bộ câu đưa thư. Cút đi. Mau, đỡ nguyên soái vào trong. Người đâu? Có. Truyền quan y. Dạ. Các người nhìn coi, trong thư viết là Tiết Nhân Quý không chết đó. Cái mạng của Tiết Nhân Quý đúng là lớn thật. Mạng lớn cái gì chứ? Nếu không phải phó tướng của hắn là Trình Thiết Ngưu đỡ tiêu dùm cho hắn, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Trình Thiết Ngưu bất chấp tính mạng tới đứng ở trước mặt nguyên soái của họ. Nhìn coi bộ tướng của người ta đối xử với nguyên soái của mình ra sao, hả? Các ngươi có làm được như vậy không? Báo cáo nguyên soái, lúc nãy khi hai quân đang giao chiến, cửa bắc có 13 hắc y nhân xông ra ngoài, xông phá trận địa quân ta, đi về hướng bắc. Người nào hả? Tại sao ra đi từ cửa bắc? Dạ không rõ, từ cổng thành xông ra ngoài đó. Nghe nói ai cũng võ công cao cường. Tiêu rồi. Cửa bắc là kho lương của quân ta, không lẽ họ có ý đồ với kho lương hả? Tại sao không báo sớm cho tao biết? Lúc nãy nguyên soái đang giao chiến với họ, không dám làm nguyên soái phân tâm. Hơn nữa chỉ có 10 mấy người, mặt tướng cũng không để ý gì nhiều. 10 mấy người đã có thể công phá từng lớp bao vây của các ngươi, đi tới kho lương của ta ở Hàng Giang Quan sao? Tại sao các ngươi không báo cáo sớm hơn hả? Tại sao là báo cáo trễ như vậy? Biết mà không báo, che giấu mọi chuyện. Được, lôi ra ngoài chém hết. Chém hết. Nguyên soái xin tha mạng. Nguyên soái xin tha mạng.
Hoàng thượng giá đao. Hoàng thượng đi miệng đi. Vết thương của Tiết Nguyên Soái sao rồi? Hồi bấm hoàng thượng, Tiết Nguyên Soái bị ám khí của Tư Tạc đã thương, giờ đang điều trị. Ám khí à? Ám khí gì vậy? Hoàng thượng, vi thần mới vừa nhìn qua, một chút dấu vết cũng không có, cũng không biết là ám khí gì. Tham kiến hoàng thượng. Sao rồi? Vết thương của Tiết Nguyên Soái cũng đáng ngại, chỉ là cơ thể lạnh yếu, đau đớn khó chịu. Rốt cuộc đã trúng loại ám khí gì vậy? Bấm hoàng thượng, Tiết Nguyên Soái đã trúng loại ám khí này. Hàng Giang Quan. Hoàng thượng giá đao. Mặt tướng tham kiến hoàng thượng. Di thần không thể khấu kiến hoàng thượng, mong hoàng thượng thứ tội. Ái khanh không cần đa lễ, nằm yên đừng có cử động. Trận chiến hôm nay tổn thất ba vị đại tướng, di thần xin hoàng thượng thứ tội. Ái khanh không cần tự trách mình, đây là do phản tặc bỉ ổi sử dụng ám khí. Đợi ái khanh khỏe lại rồi đi tiêu diệt toàn bộ phản tặc là được thôi. Tạ chủ long ân, chỉ là thấy hổ thẹn với ba vị huynh đệ. Trong một đêm mất hết ba vị ái khanh, cảm cũng như khanh vậy, đau đớn tột cùng. Ngày mai trẫm sẽ hạ chỉ đeo tang, an ủi anh linh. Hiếu Hoài đâu mất rồi? Cậu ấy đau đớn tột cùng, đang nghỉ ngơi ngoài kia. Nhờ quân sư và Trình lão thiên tuế đi an ủi cậu ấy. Cậu ấy còn trẻ, sợ cậu ấy không chịu nổi. Nguyên soái yên tâm, lát nữa lão phu cùng quân sư đi thăm cậu ấy. Được. Trình tướng quân. Có mặt tướng. Cậu đi kiểm tra tình hình phòng thủ ở các cổng thành, tuyệt đối không được lơ là. Dạ. Hoàng thượng, mặt tướng xin cáo lui trước. Đi đi. Lần này hành động, sao không nhìn thấy thập tam vô danh vậy? Hoàng thượng, họ có nhiệm vụ khác rồi. Cái gì? Thập tam vô danh à? Hả? Quan y! Mau quay lại đây! Quan y! Hoàng thượng, Tiết ái khanh đau đớn như vậy, phải làm sao mới được đây? Bẩm hoàng thượng, độc mà Tiết Nguyên Soái dính phải được luyện từ loại bắn cực hàn, nó sẽ men theo cơ thể khuếch tán ở xung quanh. Lúc nãy thần đã bàn bạc với Quan y, nếu muốn giữ mạng thì chỉ có một cách thôi, chính là dùng dao rồi rọc ở khu vực bị ngấm độc tố. Dùng dao rọc thịt như thế này đau đớn tột độ, Tiết ái khanh làm sao mà chịu đựng nổi chứ? Không còn cách nào khác. Tiết ái khanh à, khanh nghe thấy rồi, có thể chịu đựng được hay không vậy? Hoàng thượng, chỉ cần có thể bình phục, tiếp tục làm việc cho đất nước, tận trung với hoàng thượng, đừng nói là độc thịt, cho dù độc tim, di thần cũng chịu được. Quân sư, ngài đi sắp xếp đi. Có chuyện gì? Không xong rồi Hiểu Quý, trong đó chết rất nhiều người. Vậy sao? Theo ta đi xem thử. Có chuyện gì vậy? Mời hắc y nhân đi về hướng kho lương rồi. Kho lương? Đi mau. Mời hoàng thượng quay về nghỉ ngơi, ở đây có lão thiên tuế và lão thần là được rồi. Đúng.
Hoàng thượng phải chú ý long thể, mau hồi cùng nghỉ ngơi đi. Không gấp không gấp, trẫm phải đợi tới khi có kết quả mới đi. Nếu là như vậy thì lão thần có chuyện này khởi tấu hoàng thượng. Ái Khanh cứ nói. Chúng ta mất đi ba viên chủ tướng, Tiết Quyền Soái lại đang bị trọng thương, quân ta không còn nhiều người tài giỏi nữa đâu. Đúng vậy, chủ tướng của tam quân gần như thành không rồi. Từ Ái Khanh có dự tính gì không? Lão thần cho rằng để tính đường đi lâu dài, tới lúc đó phải cử người về Trường An xin viện binh để giải quyết mối nguy này, hoàng thượng phải chịu đau một chút. Từ Ái Khanh muốn cẩm chịu đau sao? Chọn hai vị ngự tổng binh trong số 8 vị đang ở cạnh hoàng thượng, một mặt thì chăm sóc Tiết Quyền Soái dưỡng thương, còn mặt khác giúp đỡ Tiết Quyền Soái chỉ huy tam quân. Hoàng thượng thấy vậy được không? Đúng là Ái Khanh suy nghĩ chu đáo. Không biết trong lòng Ái Khanh đã chọn được ai chưa? Lão thần đã chọn được rồi, mong hoàng thượng định đoạt. Ờ, có phải là Chỗ Thanh và Tiết Tiên Đồ không? Đúng vậy. Hai người họ và Tiết Nguyên Soái là huynh đệ ruột thịt của nhau. Nói về chăm sóc, họ sẽ tỉ mỉ hơn người. Nói về chỉ huy, hai người họ ở trong 8 vị ngự tổng binh có uy vọng cao nhất. Vì vậy, lão thần cảm thấy hai người họ thích hợp nhất. Chuẩn tấu. Khởi bẩm hoàng thượng, đã hoàn thành điều trị rồi. Vậy Tiết Ái Khanh có phải sau này sẽ khỏe lại không? Bẩm hoàng thượng, Tiết Nguyên Soái cần một khoảng thời gian điều dưỡng mới khỏe mạnh hoàn toàn. Một khoảng thời gian là bao lâu? Vết thương của Tiết Nguyên Soái quá lớn, muốn hoàn toàn bình phục nhanh nhất là khoảng nửa năm. Nửa năm à? Điều này cần Nguyên Soái phải tịnh dưỡng, không được cử động, cũng không được để cho vết thương bị nhiễm trùng. Nếu nhiễm trùng lần nữa thì sẽ rất nguy hiểm tính mạng. Bây giờ phải làm sao mới được đây? Hoàng thượng, chúng ta vào trong xem thử đi. Đi, vào trong xem thử. Phan tướng quân, Phan tướng quân, Phan tướng quân, không xong rồi. Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì hoàng hốt vậy? Có rất nhiều hắc nhân, giết nhiều người của chúng ta, giờ đã chạy về hướng kho lương thảo. Hả? Có chuyện này sao? Mấy người canh cửa ở đây đi, tôi đi theo ta. Fire!
Các ngươi lại, mục đích là gì? Nếu nói sự thật thì sẽ giữ lại toàn thây, nếu không băm thành trăm mảnh. Xem ra các ngươi không muốn sống nữa rồi. Giết! Rốt cuộc bọn họ là ai vậy chứ? Giết chết chúng! Hành động! Tuyệt đối không được để hắn yên nhận đốt khỏi lưng. Mau cứu quả đi, mau lên. Nhận được hậu ái của hoàng thượng, di thần không có sao rồi. Vậy thì trẫm cảm thấy yên tâm rồi. Hoàng thượng, mau quay về nghỉ ngơi đi, long thể quan trọng hơn. Khanh nói như vậy đúng là trẫm hơi buồn ngủ. Tham kiến hoàng thượng. Quân sư, sao rồi hả? Nhìn thấy rồi. Màu gì vậy? Màu lam. Tốt quá rồi. Hai vị Ái Khanh, hai người đang nói chuyện gì vậy? Bẩm hoàng thượng, lúc nãy hoàng thượng hỏi thập tam vô danh đi đâu rồi. Họ đã phụng lệnh của nguyên soái đi tới Hàng Giang Quan. Tới đó làm gì? Kho lương thảo của kẻ địch để ở Hàng Giang Quan. Lúc nãy thập tam vô danh đã phát tín hiệu về đây, họ thành công rồi. Kho lương thảo của kẻ địch đã bị chúng ta tiêu hủy rồi. Tốt quá rồi. Ê, rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đi? Tại sao bây giờ phải làm sao mới đủ rồi? Đủ rồi, đủ rồi. Lão tướng quân, người nói lại một câu cho ta. Có phải 10 hắc y nhân đã tới chỗ của ngươi rồi không? Đúng vậy nguyên soái, họ đã tiêu hủy kho lương thảo của quân ta rồi. Tiêu hủy bao nhiêu? Họ đốt cháy kho lương thảo, ngọn lửa đốt mãi cho tới sáng hôm nay. Chắc là tổn thất hơn một nửa rồi. Hả? Có lý này? Người của các ngươi đâu? Người của các ngươi đều chết rồi sao? Các ngươi có mấy vạn nhân mã để cho mười mấy con người như vậy xen vào giữa hàng vạn nhân mã? Ngươi còn mặt mũi nào nói sao? Vô dụng. Đúng là vô dụng mà. Nguyên soái, nguyên soái, ngài bất giận. Mười mấy người đó rõ ràng không phải là người, bọn họ là thần tiên. Nói cho ta biết, bây giờ mấy người đó đang ở đâu vậy hả? Lão phu đã từng phái người đi theo dõi. Người theo dõi dày báo, ngoài trừ một người bị đốt chết ở hiện trường thì 12 người còn lại đều bình an vô sự, đồng thời ẩn náu ở trong thành Tỏa Dương rồi. Đúng là một đội ngũ thần kỳ mà.
bắt đầu tấn công. Khởi bẩm hoàng thượng, vị lộ đại quân bắt đầu tấn công. Hoàng thượng, người xem đi. Từ Ái Khanh, hai viên tiểu tướng này là ai vậy? Trong phi cáp truyền thư của vị lộ đại quân nói là sau khi La Thông hiến thân cho nước, con trai La Dương thay thế vị trí của cha. Ngài xem, người cầm đề La Thương ở trong tay có lẽ là La Dương, viên tiểu tướng kia có lẽ là Tân Anh. Tướng dáng người nhỏ bé tay cầm hoàng kim côn kia là người nào vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, trong thư nói trong lúc nhị đồ đại quân đi qua Kỳ Bàn Sơn thì đã thu phục hai viên đại tướng nam nữ. Người nữ tên là Đậu Tiên Đầu, là người xinh đẹp như hoa, đã thành hôn với lại Tiết Đình Sang. Còn người nam tên Đậu Nhất Hổ, có dáng người nhỏ bé nhưng võ công siêu phàm, có lẽ chính là người này. Kìa, Từ Ái Khanh, có chuyện gì vậy? Viên phó tướng đứng sau Đậu Nhất Hổ hình như là chủ tướng của Tiếp Thiên Quang Địch Quân Hắc Thạch Tinh thì phải. Không lẽ hắn đã quy thuận triều đình? Nếu đã như vậy thì quá hay rồi. Đây là Trịnh Thiên Trung, chính là cháu của Trịnh Lão Thiên Tuế. Nghe nói võ công của hắn tiến bộ thần tốc. Chẳng lẽ còn mạnh hơn Trịnh Lão Thiên Tuế hay sao? Kể tới võ công, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Trịnh Lão Thiên Tuế, Thiên Tuế hai điều quân ở đây. Bây giờ ông soái phải đi đến Đông Doanh ngay lập tức. Đinh Sang, hãy cẩn thận nha. Dưới lá cờ thư nguyên soái, Tôn Đức Từ Nhân đang ở đây. Đường tướng Tôn Gan dám xông vào tây doanh của ta, các ngươi không sợ chết hay sao? Hả? Ngươi chính là Tôn Đức sao? Đúng vậy. Phản tặc Tôn Đức, ngươi muốn xuống ngựa đầu hàng hay là muốn bổn tướng quân ra tay? Xem ra đúng thật là ngươi chán sống thật rồi hả? Xem ta đây. Chà, Châu tướng quân có mặt tướng. Đã tới giờ rồi, truyền lệnh đi, mở bốn công thành để các tướng sĩ xuất thành tiếp ứng. Tuấn lĩnh. La Chương này tuổi vẫn còn nhỏ mà lại dũng mãnh như vậy, hình như còn hơn cha của hắn nữa. Hoàng thượng, hai năm trước hắn vẫn chưa tiếp nổi 10 chiêu của cha, nhưng không ngờ hắn lại tiến bộ nhanh như vậy. À, hoàng thượng à, mau nhìn bên kia kìa. Chạy, chạy.
Đó là đầu nhất hộ đúng không? Chính là hắn. Khiến tướng mau báo họ tên đi, để bổ tướng quân biết là mình đã giết chết ai. Hùng Hổ tướng quân Các Thiên Định, Quy Lan tướng quân Dương Phương. Ta muốn nói với mọi người các ngươi, người nào người nấy đều không có bản lĩnh thật sự, nhưng tên thì nghe cũng hay đó. Qua đây, để gia gia đây xem các ngươi có đáng chết hay không. Khoan đã, còn ngươi là ai? Báo rõ họ tên đi. Ta chính là chủ tướng chuyên giết hổ lang như các ngươi, Đậu Nhất Hổ. À, thì ra là sơn tặc trên Kỳ Bàn Sơn Đậu Nhất Hổ à. Ta khinh. Ta nhổ các ngươi đó, đừng có nhìn người khác. Sơn tặc thì sao chứ? Sơn tặc dù sao cũng tốt hơn bọn phản tặc các ngươi. Hơn nữa, bây giờ ta đã cải tạo quy chánh rồi. Đây không phải Hát Thạch Tình Hát tướng quân sao? Sao chỉ trong một đêm trở thành phiến tướng rồi? Xin hỏi Dương tướng quân, chữ phiến viết như thế nào vậy? Còn phải nói sao? Các người phản bội đại dương, phản bội đại nguyên soái như ngươi, chính là phản đồ. Vậy ta xin hỏi, thưa nguyên soái với đại dương, trước đây cũng là thần dân của đại đường, bây giờ lại khởi binh tạo phản, tấn công triều đình, như vậy là sao đây? Không trả lời được chứ gì? Để ta cho tướng quân biết, như vậy mới là phản bội thật sự, phản đồ tội nặng nhất. Bây giờ tướng quân dừng bước trước vực thẳm vẫn còn kịp. Đừng lôi thôi với hắn nữa. Đồ Nhất Hổ này quả nhiên là một viên mạnh tướng hiếm có. Trường Giang sống sao xô sống trước, đại đường có rất nhiều nhân tài, đây đúng là hồng phúc trời ban. Từ Hải Khanh, con người tay đang cầm kim đao kia là ai vậy? À, hắn chính là chủ tướng Tiếp Thiên Hoàng Hắc Thành Tinh. Nghe nói lần này hắn đã hiến quan quy hàng. Được, hay lắm. Nếu Tây Lương có thêm một số người thức thời như vậy thì hay biết mấy. Người đến có phải là Tiết Đinh Sang không? Chính là Bụ Soái. Quả nhiên là ngươi. Ta thấy ngươi vẫn còn trẻ, tại sao phải tới đây nạp mạng? Ngươi có biết cha ngươi Tiết Nhân Quý đã bị ta đánh nằm liệt giường rồi không? Sao hả? Ngươi cũng muốn tới tìm cái chết à? Thương tặc, ngươi hãy nghe đây. Thực ra là Thái Bình thịnh thế, nhưng ngươi lại không chịu an phận, khởi binh tạo phản, hại nước hại dân. Hôm nay bọn ta phụng lệnh của thiên tử, thay trời hành đạo, trừ hại cho dân. Ngươi hãy mau đưa ta chịu trói đi, ta sẽ bẩm lên hoàng thượng, sẽ miễn tội chết cho ngươi. Nếu không, ngươi khó thoát cái chết. Hỗn xược! Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu ngươi không sợ chết thì cứ qua đây đi. Đó chính là nguyên soái nhị lộ Tiết Đinh Sang sao? Phải, chính là Tiết Đinh Sang. Được. Thư Bửu Đồng này không phải được mệnh danh là thiên hạ vô địch hay sao chứ? Thư Bửu Đồng tuy là võ công cao cường, nhưng không sánh bằng Tiết Đinh Sang của chúng ta đâu. Có vị anh hùng như vậy thật đúng là phúc của triều đình mà. Yeah.
Vừa rồi Khanh nói cô gái này chính là đậu tiên đồng của Kỳ Bằng Sơn sao? Dạ phải. Bây giờ cô ấy là thê tử của Tiết Đình Sa. Có nữ hào kiệt như vậy quy thuận triều đình, đúng là may mắn của đất nước mà. Dạ phải. Thật không ngờ bị giam ở thành Tỏa Dương lại có nhiều hào kiệt xuất hiện như vậy. Đây đúng là hồng phúc trời ban. Ái Khanh nói rất là đúng. Đám người trẻ này sau này sẽ là trụ cột của đất nước. Trẫm nhất định phải khen thưởng cho bọn họ. Hoàng thượng anh minh. Tiết Đình Sang, ngươi là người hay là ma? Ta dĩ nhiên không phải là ma, nhưng không lâu sau ngươi sẽ biến thành ma. Chạy đi đâu? Đừng đuổi theo. Sao không đuổi theo? Hoàng thượng và phụ thân còn bị giam ở trong thành, cứu giá, cứu cha quan trọng hơn. Đi ma. Thánh chỉ tới, các tướng tiếp chỉ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa dẫn, hoàng đế chiếu giết. Ngự liệt Tiết Đinh Sang có công to lớn, bây giờ hãy về soái phủ ngay, đoàn tụ với cha, khâm thử. Tạ chủ Long Ân. Rồi, vào nhanh lên. Thế nào rồi? Đã cho dùng thuốc của sư phụ rồi. Chắc là nửa canh giờ sau sẽ tỉnh lại. Vậy bây giờ đã được bao lâu? Trời ơi, đã hơn nửa canh giờ rồi. Đợi tiếp đi. Đệ lão thiên tuế, hoàng thượng truyền chúng ta qua bên đó. Đinh Sang à, con hãy ở lại đây, chúng ta sẽ đi về liền. Dạ. Đi thôi. Đã hơn nửa canh giờ, tại sao nhân quý vẫn chưa tỉnh lại? Có phải thuốc của sư phụ Đinh Sang cũng không có hiệu quả gì không? Thuốc của Dương Đào lão tổ là thuốc hay, nhưng mà độc tính trên người nhân quý đã phát tán, e rằng nhất thời khó mà trị được. Phải làm sao đây? Có cách nào khác không vậy? Giờ cách khác thì có, nhưng mà
chưa tìm được, cho nên đồng nghĩa là không có cách. Là cái gì vậy? Độc mà Nhân Quý đã trúng là độc cực hạn, còn Cửu Dương Thần Châu là khử hàn chí bảo. Nếu như có Cửu Dương Thần Châu làm dược dẫn thì độc trên người Nhân Quý sẽ được giải trừ ngay. Cửu Dương Thần Châu là vật hiếm có, đi đâu mới tìm được đây? Cho nên ta mới nói giờ có cách cũng như không có cách vậy. Hey. Đi, đi gặp hoàng thượng. Ôi trời ơi. Mẹ, nhị nương. Tiên Đồng à, Đinh Sang vẫn chưa quay về hay sao? Dạ chưa về. Kim Liên. Muội sao vậy? Sao vậy? Kim Liên, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bệnh của cha con hết thuốc chữa rồi. Muội khoan hãy khóc, có gì từ từ nói. Cuối cùng sao vậy? Đừng có nói bậy, chẳng phải ca ca con đem thuốc tới rồi sao? Sao con biết là hết thuốc chữa hả? Thuốc mà ca ca đem tới lúc mới trúng độc thì có tác dụng, nhưng độc tố đã khuếch tán ra thì không có tác dụng nữa. Sao con biết được những thứ này chứ? Từ Gia Gia nói chuyện với Trịnh Gia Gia, con vô tình nghe thấy họ nói chuyện. Vậy là giờ không còn cách gì nữa hay sao? Cách thì có đó, Trịnh Gia Gia nói, nhưng mà khó làm được lắm. Chỉ cần có cách, dù khó cỡ nào, chúng ta cũng phải trị khỏi bệnh của cha. Rốt cuộc là cách gì vậy hả? Từ Gia Gia nói, phải tìm được một loại bảo vật trân quý ở trên thế giới để làm thuốc, bệnh của cha mới có thể trị khỏi được. Bảo vật gì vậy? Cửu Dương Thần Châu. Cửu Dương Thần Châu? Đồ Nhi, lần trước Di Sư kêu con lên Tứ Sơn hái liên, con ở Tứ Sơn rất nhiều ngày, bị cực hàn ngấm vào, cả đời khó trị. Chỗ Di Sư có một món bảo vật hiếm thấy trên đời là Cửu Dương Thần Châu. Đồ Nhi chỉ cần đeo thần châu này trước ngực thì con sẽ giống như người thường, không cần lo âu. Sư phụ có bảo vật, sao Đồ Nhi dám sử dụng? Đồ Nhi không cần hoảng hốt, cầm lấy đi. Di Sư còn một viên thần châu dùng để trấn sơn của ta. Nhớ kỹ, khi đeo vào rồi bất cứ lúc nào cũng không được tháo ra. Nếu không, con sẽ thường xuyên phát bệnh. Khi con phát bệnh, con sẽ đau khổ tột cùng. Sư phụ, bây giờ Đồ Nhi đem bảo vật này tặng cho người khác, thứ cho Đồ Nhi bất hiếu. Tiểu nữ Tiên Đồng bái kiến hai vị gia gia. Thiếu phu nhân, cô tìm ta có chuyện gì vậy? Tứ gia gia, có phải người đã từng nói là Cửu Dương Thần Châu có thể cứu cha của tướng công con? Phải, ta từng nói vậy. Có điều vật này hiếm có lắm. Trên người tiểu nữ có vật này. Hả? Hả? Vậy tại sao cô có được vật này? Gia sư ban cho. Không lẽ cô từng tới Cửu Long Sơn, từng bị cực hàn ngấm vào? Từng tới Tuyết Sơn cho nên mới bị. À, ta hiểu rồi. Nhưng mà lão phu cho rằng không thể làm như vậy. Nếu như cô không có Cửu Dương Thần Châu thì bệnh tình của cô tái đi tái lại, đau khổ suốt đời đó. Đúng vậy, nếu thật sự là vậy thì tuyệt đối không được. Hơn nữa, nếu Đinh Sang biết chuyện cũng sẽ không đồng ý. Cho dù Nhân Quý biết chuyện cũng sẽ không tán thành đâu. Dù là ai cũng không nhẫn tâm đâu. Không thể vì một người nào đó đem lại đau khổ cho người còn lại được. Tuyệt đối không thể làm vậy. Không giống nhau đâu. Trị khỏi bệnh của cha, với nước, với quân, với Tây Chinh đều có lợi ích lớn. Còn tiểu nữ chỉ là một người nhỏ bé. Thiếu phu nhân đúng là người có tấm lòng bao dung, nhưng không thể nói như vậy được.
tính mạng con người do ông trời ban cho, không phân nặng nhẹ, sao có thể phân chia như vậy được? Đúng đó, thiếu phu nhân đừng nghĩ tới chuyện này, làm như vậy tuyệt đối không được đâu mà. Nè. Mong hai vị gia gia tác thành. Ngày nào cha không khỏi bệnh thì ngày đó không thể làm việc cho đất nước, cả nhà của con cũng sẽ đau khổ hơn nữa. Tại sao lại không thể để một mình con chịu đau khổ, đổi lại niềm vui cho tất cả mọi người chứ? Con à, mau đứng dậy đi. Con không có giỏi giang gì, được Trình gia gia tác hợp, may mắn được làm con dâu của Tiết gia, để cho con cống hiến chút gì đó cho Tiết gia đi. Nếu không thì Cửu Dương Thần Châu đeo trên người con, tuy cơ thể không đau, nhưng trái tim của con sẽ đau đớn cả đời. Điều này càng khó chịu hơn. Mong hai vị gia gia tác thành. Thiếu phu nhân đúng là có tấm lòng bao dung, giống như Cửu Dương Thần Châu vậy, trên đời hiếm thấy đó. Trình huynh, ngài cảm thấy thế nào? Trời ơi, lão phu cảm động tới mức không nói gì được. Tác thành cũng không được, không tác thành thì cũng không xong. Cô à, chúng tôi thấy cô chân thành như vậy, chỉ đành tác thành cho cô. Nào, mau đứng dậy đi. Đa tạ hai vị gia gia tác thành. Có điều tiên đồng còn một việc muốn cầu xin. Con à, nếu chúng ta đã đồng ý thì con còn cầu xin điều gì nữa? Chuyện hôm nay mong hai vị gia gia giữ kín như bưng, và bất cứ lúc nào với bất cứ ai cũng đừng nhắc tới, đặc biệt là người của Tiết gia. Con à, tại sao lại như vậy? Con không muốn người nhà lo lắng cho con. Được rồi, vậy gia gia hứa với con. Vậy còn từ gia gia? Đình Sang, tìm được thuốc rồi. Tìm được Cửu Dương Thần Châu sao? Đúng vậy. Bảo vật quý hiếm như vậy, làm sao mà tìm được chứ? Ngươi đừng hỏi nữa Đinh Sang, tóm lại là tìm được rồi. Người hiếm bảo vật này là ân nhân cứu mạng của cả gia đình con, phải báo đáp chứ. Trời ơi, một ngày một đêm ngươi không ăn uống gì rồi, ngươi cứ mặc kệ đi. Mau đi đi, mau. Đi. Nước đâu? Cầm lấy. Ông trời có mắt, cuối cùng lão gia được cứu. Phải rồi đó, tốt quá. Phải đi đó. Yên tâm rồi đó. Chúng ta yên tâm rồi. Tẩu tẩu, bệnh của cha tìm được thuốc tiên rồi. Tiên đồng à, cha con. Trời, tiên đồng, con bị sao vậy? Mẹ, con không sao, con về phòng trước. Con không sao chứ? Tiên đồng à, mẹ, bệnh của cha khỏi rồi, tốt quá đi.
Tỉnh rồi. Hả? Tỉnh rồi. Người đâu? Mau lên, mau kêu Đinh Sang tới đây, mau lên. Dạ. Quân sư. Dạ. Thiên Tuế, ta bị làm sao vậy? Ta đang ở địa phủ hay là ở trần gian? Trần gian đó. Từ khi ngài trúng tiêu độc của Thư Bổ Đồng tới giờ, hơn 2 tháng mấy hôn mê bất tỉnh như vậy, bây giờ khỏe rồi. Trình Thiên Tuế, ngài đi tìm viện binh tới đây chưa? Trời ơi, tới rồi. Trong vòng một ngày đã đánh mấy chục vạn đại quân của Thư Bổ Đồng rút lui hết trơn luôn rồi. Nhị Lộ Nguyên Soái đánh phản tặc Thư Bổ Đồng phải bỏ trốn mất tiêu, ôi máu tươi luôn đó. Xem ra người này có bản lĩnh hơn bổn soái. Không biết trong triều đã chọn người nào làm nguyên soái? Hiền Điệt à. Người có biết Nhị Lộ Nguyên Soái lại không? Không ai khác cả, chính là Lệnh Lăng Tiết Đinh Sang. Lão Thiên Tuế, ngài đừng có chọc ghẹo ta nữa. Ê trời, Đinh Sang con ta bị ta ngộ sát, ta làm gì còn có con trai nữa. Quỳnh Soái, ngài không biết thôi. Năm đó Đinh Sang đã rất may mắn được Dương Ngao lão tổ cứu đi, bây giờ trở thành đồ đệ lão tổ, phụng mệnh lão tổ tới đây cứu Quỳnh Soái đó. Mau cho ta gặp. Hiền Điệt à, người coi lại đây. Hài nhi Đinh Sang bái kiến phụ thân. Con quả nhiên là con trai ta, Đinh Sang. Hồi bẩm phụ thân, sau khi hài nhi bị thương được sư phụ giữ lại, sư phụ dạy con học văn tập võ. Lần này sư phụ dặn hài nhi xuống núi tới Tây Lương để cứu giá. Điện hạ phong hài nhi làm Nhị Lộ Nguyên Soái, giết hết bọn quân thư. Bây giờ con tới bái kiến phụ thân. Được. Phụ thân, lần này mẫu thân, nhị nương cùng với Mùi Mùi đều theo Nhị Lộ đại quân đi tới chỗ này. Giờ ở hậu đường đợi cha tới gặp họ đó. Tốt quá rồi. Nếu đã như vậy, để ta đây bước xuống giường đi tạ ơn thánh thượng trước, rồi mới đi gặp họ. Hài Nhi nghe lời của phụ thân. Vậy bây giờ Hài Nhi đi nói cho họ biết. Được. Tỉnh rồi. Ca, cha sao rồi? Không sao rồi, cha đã tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi. Ông trời có mắt mà. Tốt quá rồi, thuốc có tác dụng thật. Đúng là uống xong hết bệnh ngay. Cũng may có Từ Gia Gia, không biết ở đâu tìm được Cửu Dương Thần Châu làm thuốc cho cha uống, do vậy mới cứu được mạng của cha. Mau dẫn mọi người đi thăm đi. Mẹ đừng sốt ruột, cha đã nói rồi, đợi cha đi tạ ơn của thánh tượng trước rồi mới gặp chúng ta sao? Vậy cũng được. Sao không thấy Tiên Đồng vậy? Đúng vậy, lúc nãy con bé còn ở đây mà. Hình như đi về phòng rồi. Đúng vậy, cũng vô phòng lâu lắm rồi, sao còn chưa đi ra? Lúc nãy nhìn thấy tổ tổ đi khỏi đây, hình như sắc mặt không tốt lắm, có phải bị bệnh không? Để ta đi xem tử. Được. Mẹ tỉnh rồi, cuối cùng cũng yên tâm. Đúng vậy, đó mà đi nấu món ngon cho lão già. Tiên Đồng. Tiên Đồng. Ê, nàng sao vậy? Hả? Tiên Đồng, nàng sao vậy? Thiếp không sao. Họ nói nàng bị bệnh rồi. Không có, thiếp khỏe. Ta nói cho nàng nghe, phụ thân đã tỉnh lại rồi. Thật sao? Ừ. Tốt quá rồi. Cũng may có Cửu Dương Tần Châu, nếu không thì phụ thân không thể tỉnh lại được. Xem ra Cửu Dương Thần Châu đúng là có hiệu quả thật. Ừ, đúng là uống vào sẽ khỏi ngay. Ê, không biết là Từ Gia Gia tìm được thuốc này từ đâu nữa vậy.
Người có nói làm sao có được không? Người không chịu nói. Người không chịu nói thì thôi đi. Như vậy không được. Đó là ân nhân của mạng của chúng ta, sao có thể không báo đáp được chứ? Người không nói thì thôi. Có lẽ có nguyên nhân. Được rồi. Phải rồi. Lát nữa phụ thân sẽ tới gặp người nhà. Đang dọn dẹp một chút, đi qua chỗ của mẹ đi. Ta đi qua chỗ phụ thân trước. Được. Con dâu Đậu Tiên Đồng xin bái kiến cha. Mau đứng dậy đi. Người này là ai vậy? Con dâu từ đâu mà ra? Xảy ra chuyện gì? Cha, tổ tổ là Đậu Tiên Đồng, ca ca tổ là Đậu Nhất Hổ, là cháu của Hạ Minh Dương Đậu Kiến Đức. Phụ thân tổ ấy là một thương nhân trung hậu thành thật. Cứ như vậy, huynh muội họ cuối cùng đi vào chính đạo. Lần này còn lập công lớn cho triều đình nữa đó. Tiên Đồng là con dâu nên phải tới bái kiến. Im ngay. Một cô gái như vậy sao có thể xem là con dâu của ta được chứ? Tiểu súc sinh chỉ biết làm càn. Trị gia chưa xong sao trị nước được? Nghịch tử như vậy sao có thể thống soái tam quân? Sao xứng làm nhị lộ nguyên soái? Phụ thân. Tướng công, Đinh Sang không làm gì sai, sao tướng công lại nổi giận như vậy? Phu nhân có điều không biết, thân là nhị lộ nguyên soái, tấm gương của tam quân, không thành công thì thành nhân, bị thổ phỉ uy hiếp, không xin chỉ định đoạt mà tự làm theo ý mình, thành hôn với cô gái như vậy, không chém súc sinh này, khó chấn chỉnh quân kỷ. Người đâu? Có. Đem súc sinh này ra ngoài diêm môn chém đầu. Dạ. Thần đã tướng công. Chàng thân là đại nguyên soái, sao có thể không hiểu tình cảm cha con vậy hả? Năm đó chàng chinh đông về bắn chết con trai, cũng may Dương Ngao lão tổ đã cứu giúp. Bây giờ con trai thống nhất tam quân, đánh bại Quân Thư, cứu vua cứu cha, có nhiều công lao. Tại sao tướng công vô duyên vô cớ muốn giết con vậy? Súc sinh này còn trẻ như vậy, không hề coi vua và cha ra gì cả. Sau này có mỹ sắc tới quyến rũ, tính mạng của vua và cha không phải mất trong tay nó sao? Phu nhân không cần nói nhiều, mau lui vào hậu đường. Quân lệnh đã có, không thể tha được. Người đâu, đem súc sinh ra diên môn chém đầu đi. Dạ. Hài nhi thành thân là Trình Lão Thiên Tuế làm mai còn thiếp làm chủ, có gì sai chứ? Nếu tướng công kiên quyết đòi giết thì hãy ra lệnh giết thiếp luôn đi. Người đâu, dẫn phu nhân lui vào hậu đường, lôi súc sinh ra ngoài chém đầu đi. Tướng công à? Dạ. Tướng công, tướng công, đừng giết ca ca, khoan đã, buông ra. Lão Thiên Tuế mời ngồi. Đại nguyên soái, tại sao lại chém Đinh Sang? Nghịch tử này. Đại nguyên soái, đừng có nói nghịch tử, người có biết người đó là nhị lộ nguyên soái do thái tử điện hạ phong không? Nó không chịu nổi sự quyến rũ của mỹ sắc, không chịu được uy hiếp của thổ phỉ, tự ra quyết định thành thân với một tên thổ phỉ, thành thân lâm trận, nghiêm trọng vi phạm quân kỷ, phải chém đầu làm gương. Muốn chém thật sao? Đương nhiên phải chém. Nếu nhị lộ nguyên soái có tội cũng do lão phu gây ra đó, hay là chém lão phu trước đi. Mau chém lão phu đi. Trình gia gia. Lão Thiên Tuế, đừng có hành hạ ta nữa. Không phải là người muốn giết ta hay sao? Trời ơi, Trình Lão Thiên Tuế, ngài nói cái gì vậy? Ngài nghe ta nói đi. Trình Lão Thiên Tuế, chỉ vì tên súc sinh này đã phụng lệnh của Đông Cung làm nhị lộ nguyên soái, nhưng mà kể cả mỹ sắc và uy hiếp nó cũng không chịu nổi, mấy chục vạn đại quân của ta chẳng phải sẽ bị hại sao? Trình Lão Thiên Tuế, người nghe ta nói cho rõ đây, chẳng phải người nói mấy chục vạn đại quân bị hại hay sao? Nói coi hắn đã hại ai, hại bao nhiêu người rồi? Người không nói được nữa phải không? Vậy thì người hãy nghe ta nói. Cũng vì vậy hắn thu được hai vị mãnh tướng cùng 2000 binh lính, ta lập được công lao lớn giải cứu thành Toái Dương. Vậy hắn hại ai? Còn cháu của ta nữa, đám thế tử như Thiên Trung và La Chương, vốn dĩ võ công bình thường, ăn chơi lông nhông suốt ngày, hắn dẫn họ ra trận dạy võ công cho họ. Bây giờ người nào người nấy trở thành chủ tướng giết giặc, hắn hại ai chứ? Còn nữa, đại quân chúng ta bị nhốt trong thành Toái Dương, bó tay chịu trói, là hắn dẫn đám tiểu tướng này chỉ trong một đêm giết hết toàn bộ đại quân của Thư Bổ Đồng, hắn hại ai? Trình Lão Thiên Tuế, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, dương tử phạm pháp cũng phải chịu tội, bất luận nó là ai, cho dù công lao lớn cỡ nào, nếu đã phạm pháp thì phải trừng trị. Nghịch tử cũng như vậy,
đã phạm pháp thì phải chém ngay tại chỗ. Những chuyện khác đều nói được, riêng chuyện này ta không thể tuân theo. Ngày mai sẽ tới phủ của ngài để thỉnh tội. Đinh Sang lúc đó cũng thà chết không nghe theo. Nhưng tình hình lúc đó vô cùng nguy cấp mà. Họ đã bắt La Thông đi, lấy tính mạng La Thông để uy hiếp. Nếu Đinh Sang không đồng ý thành thân thì nó và Nhi Lộ đại quân coi như giết chết La Thông rồi. Đinh Lão Thiên Tuế, nghe ta nói đã. Lúc đó chỉ có ba cách giải quyết thôi. Một là bỏ La Thông mặc kệ luôn, Nhi Lộ đại quân nhanh chóng đi tới thành Tỏa Dương cưu gia. Hai là điều động Nhị Lộ đại quân bao vây Kỳ Bàn Sơn, cho dù có cứu được La Thông hay là không cứu được cũng phải sáng bằng thổ phỉ để chấn quân quy. Ba, chính là cách làm của Đinh Sang, coi hòa bình là trên hết để giành lấy thời gian tây chinh cưu gia, để sau này tập hợp lực lượng lớn hơn nữa. Cách giải quyết thứ nhất Đinh Sang kiên quyết không đồng ý, chứng tỏ rằng hắn là người có tình có nghĩa. Cách giải quyết thứ hai, cho dù La Thông không bị thương, một khi khai chiến cần phải có khoảng thời gian 10 ngày nửa tháng mới được. Làm lỡ gì cưu gia, tội này ai gánh vác đây? Dù thế nào đi nữa, thân là Nhị Lộ nguyên soái của triều đình, nó không thể thành thân với thổ phỉ được. Đừng có suốt ngày nói từ thổ phỉ, thổ phỉ. Thổ phỉ thì sao? Lão phu cũng xuất thân từ thổ phỉ, năm xưa đã từng đi cướp ngân lượng đó. Bây giờ chẳng phải cũng là nguyên lão tam triều của triều đình sao? Ai dám coi thường lão phu chứ? Bọn họ làm sao so được với ngài chứ? Tại sao là không được? Huynh muội họ cũng giống như lão phu năm xưa vậy. Người có biết không, trước đây ở giới Bài Quan, Đậu Tướng Quân và Tiết Kim Liên bị Dương Bất Siêu bao vây. Đậu Tướng Quân vì muốn cứu Tiết Kim Liên suýt chút bị kẻ địch bắn chết. Còn nữa nha, Đậu Tiên Đồng, đứa con dâu mà cậu coi thường nhất, vì muốn cứu Đinh Sang xả thân đỡ tiêu độc, anh hùng anh dũng vô tư như vậy, chính là tấm gương của tam quân. Còn nữa, cô ấy còn không màng tới bản Trình thân. Trình Gia Gia hả? Suýt chút quên mất tiêu. Tiết Nguyên Soái, ta nói cho người biết, con dâu thổ phỉ của ngươi mới thực sự là con dâu tốt hiếm có trên thế gian này đó nha. Vậy mà ngươi cứ nói thổ phỉ này thổ phỉ kia, coi thường người ta. Nhìn người không thể chỉ nhìn vô xuất thân. Một người đi đường chính đạo quan trọng phải có người dẫn dắt chính xác. Đinh Sa có thể dẫn dắt thổ phỉ vào chính đạo, đem sức mạnh của họ chuyển hóa thành sức mạnh của quân ta. Đây mới thực sự là tướng tài. Ngươi không những không ghi công lao lại, ngược lại còn chém đầu người ta công lý ở đâu? Lão Thiên Tuế, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nó đã phạm phải luật pháp của triều đình thì phải đem đi chém đầu. Ta biết người chấp pháp nghiêm minh, trị quân nghiêm khắc, nhưng tất cả phải phục tùng đại cục, tất cả phải nghĩ cho lợi ích quốc gia. Chỉ có như vậy mới là chấp pháp chính xác. Hoàng thượng giá đau. Ủa, cô hoàng thượng tới đây làm gì? Đi mau. Phủ nguyên soái. Hoàng thượng giáng tuế, giáng tuế, giáng tuế. Không biết hoàng thượng giá đau, di thần không kịp nên đón, mong hoàng thượng thứ tội. Không biết không có tội. Chúng ái khanh bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Khấu kiến hoàng thượng. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Không biết hoàng thượng đi tới đây không kịp nên đón, mong hoàng thượng thứ tội. Không biết hôm nay hoàng thượng tới đây có chuyện gì không? Nhị Lộ nguyên soái Tiết Đinh Sang tại sao không tới tiếp giá vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, nghịch tử Tiết Đinh Sang đang chấp nhận xử trí theo quân pháp, mang tội trong người, không tiện tiếp giá, mong hoàng thượng thông cảm. Hoàng thượng, hắn không biết rõ đầu đuôi đã đòi giết Đinh Sang đó. Cứ gặp không sao. Tuân chỉ, truyền Nhị Lộ nguyên soái Tiết Đinh Sang vào đây. Tiết Ái Khanh, Tiết Đinh Sang rốt cuộc đã phạm tội gì? Khanh xử lý như thế nào vậy? Khởi bẩm hoàng thượng, nghịch tử trong quá trình hành quân, thành thân với thổ phỉ, đáng lý phải chém đầu. Thì ra là vậy. Đang hành quân như vậy, tại sao phải thành thân chứ? Bẩm hoàng thượng, nữ tử Đậu Tiên Đồng và ca ca Đậu Nhất Hổ vốn là thổ phỉ ở Kỳ Bàn Sơn không phục Dương Hóa. Hôm đó Nhị Lộ đại quân đi tới Kỳ Bàn Sơn, cô ta bắt tiên phong Nhị Lộ là La Thông, uy hiếp thành thân. Nghịch tử không chịu được mỹ sắc và uy hiếp, đã đồng ý với họ. Tiết Đinh Sang tới. Tội thần Tiết Đinh Sang khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tiết Đinh Sang, Tiết Ái Khanh nói khanh thành thân lúc đang hành quân, có chuyện này không vậy? Di thần, tôi đáng buông chết. Tiết Ái Khanh, khanh là phụ thân của cậu ấy,
Khanh dạy cậu ấy phải làm sao đây? Hoàng thượng, Di thần cho rằng đã là thần tử, bất luận thế nào cũng phải thủ pháp. Một khi phạm phải luật pháp của triều đình thì phải nghiêm trị. Thủ pháp là đúng rồi. Vậy Khanh dạy cậu ấy, vào tình hình lúc đó thì làm sao thủ pháp? Tiếc Ái Khanh, chắc chắn có cách hay để giải quyết. Nếu như cách của Khanh có thể cứu nguy cho Thành Tỏa Dương và có thể không thành thân với cô ta, vậy thì Khanh chém Tiết Đinh Sang, trẫm không có gì để nói. Mong Tiết Ái Khanh nói ra cách của Khanh đi. Trẫm cho rằng thực ra có 3 con đường để lựa chọn. Không biết Tiết Ái Khanh chọn con đường nào? Bỏ mặc sống chết của La Tướng Quân, Đinh Sang không làm được. Trẫm nghĩ Khanh cũng không làm được. Vậy dẫn binh sang Bàn Kỳ Bàn Sơn, bỏ mặc việc nghi cấp ở Thành Tỏa Dương này, bỏ mặc an nguy của trẫm. Nếu như vậy làm ảnh hưởng tới thời gian chiến đấu, đừng nói là Tiết Đinh Sang, cho dù là Khanh cũng tội đáng muôn chết, phải chém đầu ngay. Cũng may Nhị Lộ Nguyên Soái Tiết Đinh Sang không có làm như vậy. Cậu ấy biết nghĩ tới cho đại cục nhiều hơn, đưa ra được quyết định chính xác. Chẳng qua chỉ là thành thân thôi, đâu có chết ai đâu, còn cứu được người nữa. Huống hồ còn tranh thủ thời gian tới để cứu trẫm, có gì không ổn chứ? Pháp luật là phải tuân thủ. Thành thân tại trận, ý chỉ là có những tướng sĩ ở trên chiến trường không nghĩ tới chiến sự, khua trống chiêu vợ, suốt cả ngày đam mê vô tiểu sắc, điều này mới là vi phạm pháp luật. Tại sao tiên đế lại đem cô của trẫm gả tới phiên bang chứ? Đó là vì lợi ích của quốc gia. Đinh Sang thành thân cũng giống như vậy, cũng là vì lợi ích của quốc gia mà thôi. Hoàng thượng anh minh, lời dạy của hoàng thượng Di thần ghi nhớ trong lòng. Vậy Tiết Thế Tử có tội nữa hay không? Nghịch tử cùng với thổ phỉ thành thân như vậy vẫn có tội. Thổ phỉ hả? Từ Ái Khanh, hôm qua trẫm ở trên thành nhìn thấy cô gái đó, rốt cuộc là ai vậy? Bẩm hoàng thượng, chắc đó là con dâu của Tiết Quỳ Soái, Đậu Tiên Đồng. Trẫm đang muốn gặp hai vị này, huynh muội thổ phỉ. Truyền. Truyền Đậu Tiên Đồng, Đậu Nhất Hổ ý kiến. Không biết hoàng thượng xử lý thế nào nữa, đúng là sốt ruột quá đi. Điều tại con không tốt, con đã hại phu quân rồi. Tẩu tẩu, tẩu đừng quá lo lắng, ca ca không sao đâu. Nhị nương, quả là do con gây ra. Con muốn đi xin hoàng thượng được chết thay cho phu quân. Tiên Đồng à, con đừng có khờ nữa. Nếu như có thể chết thay thì cũng không để con đi thay đâu. Bao. Khởi bẩm phu nhân, hoàng thượng có chỉ, truyền Đậu Tiên Đồng, Đậu Nhất Hổ cầu kiến. Đậu Nhất Hổ, Đậu Tiên Đồng tới. Mạc tướng Đậu Nhất Hổ. Dân nữ Đậu Tiên Đồng cầu kiến hoàng thượng, thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đậu Tiên Đồng. Có tiểu nữ. Ngươi có xuất thân từ đâu vậy? Trại chủ Kỳ Bằng Sơn. Quả nhiên là tên thổ phỉ. Vậy bây giờ ngươi là con dâu của Tiết gia có phải không? Phải. Hôm qua trẫm đứng ở thành lầu quan sát, lúc thư tặc phi tiêu về phía của Tiết Thế Tử, đã thấy một nữ tử xả thân cứu người. Nữ tử đó có phải là người không? Phải. Ờ. Vậy trẫm muốn biết là tại sao ngươi lại xả thân cứu phu quân của ngươi? Tiểu nữ không phải cứu phu quân. Không cứu phu quân à? Cứu nguyên soái. Phu quân và nguyên soái có gì khác nhau chứ? Phu quân là của riêng tiểu nữ, nguyên soái là của toàn quân. Nói rất hay. Vậy tại sao ngươi xả thân cứu nguyên soái vậy? Ta
Tam quân có thể không có tiểu nữ, nhưng không thể không có nguyên soái. Thiếu phu nhân có tấm lòng thẳng thắn rộng lượng, có thể nói là tấm gương của phụ nữ. Tiết Ái Khanh, đây là thổ phỉ mà Khanh nói đó sao? Hoàng thượng anh minh, ban cho thiếu phu nhân hàng trăm lượng vàng, hàng trăm dải dốc. Tạ ơn hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ có việc này cầu xin, không biết có nên nói hay không. Cứ nói, không sao. Tiểu nữ nguyện dùng tính mạng của bản thân đổi lấy mạng của phu quân tiểu nữ, mong hoàng thượng ân chuẩn. Tiên đồng, thứ quý giá nhất của cuộc đời chính là tính mạng, tại sao ngươi lại làm như vậy? Phu quân tiểu nữ phạm quân pháp là do tiểu nữ ép buộc mới như vậy. Muốn chém thì chém tiểu nữ mới đúng. Huống hồ phu quân văn võ song toàn, là tướng tài của quốc gia chúng ta. Hiện giờ triều đình đang cần người tài giỏi, giết đi đáng tiếc. Còn tiểu nữ chết không đáng tiếc. Trẫm tự có chủ ý của mình. Tiết Ái Khanh. Dạ. Tấm lòng của nữ tử này bao dung tới như vậy, Ái Khanh đã từng gặp chưa? Thật đáng tiếc, thổ phỉ giống như vậy trong quân cũng hiếm thấy. Hoàng thượng anh minh, Di thần trách nhầm cô ấy rồi. Đồ nhất khổ. Có mặt tướng, ngươi cũng là thổ phỉ của Kỳ Bàn Sơn sao? Dạ phải. Trẫm nghe nói mấy hôm trước ở giới Bài Quan, bản thân ngươi cũng không màng tính mạng đã đi cứu Tiết Kim Liên cô nương, có chuyện này không? Dạ đúng là có chuyện này. Trẫm cũng nghe nói ngươi rất thích cô ấy, muốn cưới cô ấy đúng không? Dạ, mặt tướng rất thích cô ấy. Vậy hôm nay trẫm làm chủ ban hôn có được không? Hoàng thượng, tuyệt đối không được đâu. To gan, người dám kháng chỉ sao? Mặt tướng tội đáng muôn chết. Không lẽ ngươi không muốn cưới cô ấy à? Phải, không muốn cưới. Tại sao vậy? Vì cô ấy không thích mặt tướng. Nếu mặt tướng cưới cô ấy là làm hại cô ấy không hạnh phúc. Mặt tướng không muốn cô ấy như vậy. Hai tên thổ phỉ này chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi. Xem ra thì con người đều có thể thay đổi, chỉ xem chúng ta cho cơ hội hay không. Tiết Ái Khanh cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng anh minh, Di thần biết tội rồi. Người đâu? Dạ. Mau cởi trói cho vị lộ nguyên soái Tiết Đinh Sang đi. Dạ. Tạ ơn hoàng thượng. Đinh Sang à, thấy thế nào? Tiết Ái Khanh, hôm qua trẫm mới nói với Từ Ái Khanh, lần này Trình Lão Thiên Tuế tìm diện binh tới đây không phải là diện binh bình thường đâu, đây rõ ràng chính là thiên binh thiên tướng. Bọn họ không thua cho tiền bối chút nào, đặc biệt là nhị lộ nguyên soái Tiết Đinh Sang. Có được những tướng tài giỏi như vậy, giang sơn của trẫm chẳng phải vững như Thái Sơn rồi sao? Đây đúng là vinh hạnh của triều đình, là may mắn của quốc gia. Hoàng thượng suy nghĩ xa hơn, Di thần biết tội rồi, mong hoàng thượng trừng phạt. Trẫm niệm tình Khanh vẫn chưa gây ra lỗi lầm gì, lúc trước cũng có công với triều đình, hôm nay trẫm không trách tội Khanh nữa. Nếu không phải Lão Thiên Tuế tới đây kịp thời, thì đại tướng quân cái thế của trẫm nhị lộ nguyên soái Tiết Đinh Sang đã chết dưới đao của Khanh rồi. Tới lúc đó Khanh mới đúng thật là có tội với triều đình, có tội với quốc gia đó. Tạ chủ Long Ngân. Tiết Thế Tử, tuy lần này Khanh đã phạm lỗi, nhưng mà Khanh có công đánh giặc, có công cứu giá, bù qua sớt lại công nhiều hơn lỗi, cho nên trẫm sẽ miễn tội của Khanh, ban cho Khanh một bình ngự tửu. Người đâu, ban ngự tửu? Khoan đã,
Khai bẩm hoàng thượng, hoàng thượng ban ngự tử là sự khích lệ đối với Thiết gia cùng với tướng quân toàn quân. Hiện giờ vẫn chưa bình loạn thành công, đợi tới khi đại công cáo thành mới uống ngự tử do hoàng thượng ban cho. Mong hoàng thượng ân chuẩn. Được, mong rằng mọi người nhanh chóng uống được bình rượu này. Hoàng thượng hồi triều. Cung tiễn hoàng thượng. Phụ thân, Hài Nhi cáo lui. Khoan đã. Phụ thân, ngươi có gì căn dặn? Lúc nãy hoàng thượng xá tội chết cho con rồi, ta không có nói gì. Nhưng mà tội chết tha được, tội sống khó tha. Nếu không, khó chấn chỉnh quân kỷ. Hài Nhi quyền để phụ thân xử lý. Được. Người đâu? Có. Lôi Tiết Đinh Sang ra ngoài, đánh 40 gậy, lấy lại ân sói nhị lộ tiên phong, giam cầm 3 tháng để chấn chỉnh quân kỷ. Dạ. Khoan, chẳng phải hoàng thượng xá tội rồi sao? Tại sao ngươi còn đánh hắn? Ngươi nói đi, phải lấy lại ân sói nhị lộ. Ta muốn hỏi ngươi, nhị lộ nguyên soái do thái tử phong, ân sói do thái tử ban cho, ngươi có tư cách gì tự ý xử lý? Được, Trình lão thiên tuế nói rất có lý, giam cầm 3 tháng đi. Dạ. Người nói giam cầm thì ta cũng hết cách, nhưng ta nói cho người biết, trong vòng 3 tháng này ngươi không có đinh sang để coi ái tiêu diệt tên phản tặc Thư Bũ Đồng. Hay. Ê, chúc mừng nguyên soái luyện được phi đao, đúng là chuyện đáng chúc mừng. Nguyên soái, Dương phi nương nương đã chỉnh đốn lại 30 vạn đại quân, chỉ đợi nguyên soái xuống núi là chúng ta có thể quay về thành Tỏa Dương báo thù rửa hận rồi. Tốt quá rồi, lần này ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng của tỷ tỷ ta đâu. Có điều, ta muốn điều thêm 20 vạn đại quân làm nên đại sự. Lần này nhất định phải bắt được hoàng thượng, giết chết cha con Tiết gia. Nè, bên phía đạo trưởng thế nào rồi? Thiết bàn của đạo trưởng cũng luyện tới cảnh giới cao rồi, vài ngày nữa sẽ xuống núi. Tốt, vậy ông lập tức xuống núi, truyền lệnh của ta, dẫn 20 vạn đại quân gặp nhau ở thành Tỏa Dương. Không bao lâu nữa ta cũng xuống núi, tới lúc đó chúng ta sẽ gặp nhau ở thành Tỏa Dương. Được, vị bần tăng xin phép đi trước. Những người trên đó nghe cho kỹ đây, ta là Tả quân sư Phi Bạc Thiền Sư, dưới trướng của Thư Nguyên Soái. Mau kêu lão già Tiết Chân Quý của các người phái người tài giỏi xuống đây ứng chiến, nếu không thì ta sẽ sang bằng thành Tỏa Dương bắt sống lão già hoàng đế. Báo cáo nguyên soái, quân sư kẻ địch là Phi Bạc Thiền Sư đang ở cửa đông rồi, chiến đấu vô cùng ngông cuồng. Tiếp tục dò la. Dạ. Vị tướng quân nào bằng lòng ra ngoài ứng chiến? Mạc tướng xin đi. Tiết nguyên soái, lần này thư tặc lại bao vây thành Tỏa Dương, không hề có thiện chí, có chuẩn bị mới đến. Chúng ta nghênh chiến cần phải cẩn thận mới được đó. Quân sư nói chí phải. Dương tướng quân. Có mặt tướng. Sau khi ra ngoài nhất định phải cẩn thận mới được. Nhận lệnh. Dạ rõ. Nguyên soái, ý của lão phu là ra ngoài ứng chiến cần phải bàn tính lại từ đầu. Lần này nghênh địch là để dò la thực hư, đã được hoàng thượng ân chuẩn. Chờ sau khi dò la thực hư xong, chúng ta sẽ sắp xếp chi tiết hơn. Quân sư cảm thấy sao hả? Nếu hoàng thượng đã ân chuẩn rồi, Nguyên soái cứ thử xem sao. Cha.
Con lừa nhà ngươi chính là hòa thượng Phi Bạc sao? Đúng vậy. Nếu đã biết danh hiệu của bổn tọa còn dám ra đây chịu chết, ngươi cũng to gan lắm. Lần trước các ngươi bao vây thành Tỏa Dương không có lấy mạng của ngươi, hôm nay ngươi lại tới bao vây, chắc là một lòng muốn chết rồi. Nếu đã như vậy thì mau chóng qua đây đi. Trước giờ ta không giết tướng sĩ vô danh, mau báo danh tính lên đi. Bổn tướng quân là Dương Bằng tướng quân, dưới trướng của Tiết đại nguyên soái của Đại Đường. Chà. Chà. Hây chà. 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 Báo! Khởi bẩm nguyên soái, Dương Bằng tướng quân đã bị Phi Bạc của Phi Bạc Thiền Sư giết chết rồi. Yêu tặc to gan, yêu tặc đáng hận thiệt, dám giết một đại tướng của ta. Không giết tên này sao khiến cho ta hả dạ được. Dương Thành Lăng Vân nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người dẫn 2.000 tinh binh, 1.000 thiết kỵ nhanh chóng ra ngoài chém đầu yêu tăng này. Tuân lệnh. Mã Tiêu nghe lệnh. Có mặt tướng. Người dẫn 2.000 nhân mã ra ngoài áp trận, nếu phát hiện Dương Thành bọn họ không đánh hoặc có gì bất thường thì lập tức kêu rút quân. Tuân lệnh. Nguyên soái, nguyên soái, lão phu cảm thấy ngài phải bình tĩnh lại mới được đó. Quân sư của ta, một vị đại tướng giỏi giang của ta bị tên yêu tăng đó giết chết, ngài kêu ta làm sao bình tĩnh đây? Muốn đánh thắng trận thì nhất định phải bình tĩnh. Trung tướng nghe lệnh. Có. Mở cửa nghênh địch. Dạ. Chà 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 chà. Là ai tới đây vậy? Giết! Giết! Báo! Báo cáo nguyên soái, không xong rồi, Dương Thành tướng quân và Lăng Vân tướng quân chết hết luôn rồi. Hả? Yêu tăng này là ai vậy? Hả? Hung tợn tới vậy, giết liên tục mấy tướng của ta. Bẩm nguyên soái, về võ công hòa thượng không cao cường như mấy, chỉ là ám khí của hắn rất lợi hại, lực sát thương cực mạnh, mấy vị tướng quân đều chết với ám khí của hắn. Là ám khí gì vậy? Phi Bạc hai cánh, ám khí khi đánh trận tốc độ cực nhanh, chỉ thấy dịch sáng màu đỏ đánh trúng mục tiêu không ai đề phòng được. Mã Tiêu ơi, Mã Tiêu, ngươi là quan áp trận, tại sao không nhắc nhở hai vị tướng quân để họ tránh được ám khí chứ? Bẩm nguyên soái, hai vị tướng quân đã chiếm thế thượng phong lúc đánh trận, Phi Bạc hòa thượng cũng không đánh lại được họ. Điều không ngờ chính là Phi Bạc hòa thượng ở trong thế bị động đột nhiên xoay ngựa. Mặt tướng đang định nhắc nhở, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Phi Bạc của hòa thượng đã bay xuống dưới, không ai ứng phó được. Mặt tướng... Im miệng. Mã Tiêu, người thân là quan áp trại, dò la không rõ ràng còn dám xảo biện sao? Người đâu? Có. Lôi Mã Tiêu ra ngoài viên môn chém đầu. Nguyên soái. Nguyên soái. Tiêu nguyên soái. Mặt tướng áp trận bất lực, tội đáng chém đầu. Nhưng trước khi mặt tướng chết, muốn khuyên nguyên soái vài câu. Phi Bạc hòa thượng không phải là cường địch, nhưng khiến quân ta tổn thất binh lực, thất bại liên tục, sao lại như vậy? Trong quân ta có nhiều tướng tài giỏi, có thể đối phó với yêu tăng, không thiếu người tài, nguyên soái lại không chịu dùng tới, tại sao lại như vậy? Mặt tướng to gan khuyên nhủ nguyên soái, điểm binh dùng tướng phải suy nghĩ tới đại cục, không được vì tình cảm riêng, nếu không quân ta sẽ thất bại.
Khoan, Mã Tiêu, trước khi ngươi chết, dám khuyên răng nguyên soái Khoan nói tới đúng sai, chứng tỏ ngươi có gan hơn người, có thể suy nghĩ cho đại quân. Hôm nay miễn tội chết cho ngươi, ở lại quân chờ lấy công chuộc tội, để xem thế nào. Thả Mã Tiêu ra đi, truyền lệnh treo biển miễn chiến đấu, ngừng chiến 3 ngày. Khởi bẩm hoàng thượng, yêu đạo thiết bản của địch đang khiêu chiến ở ngoài thành. Tiết Dương huynh, vậy thì phải làm sao đây? Khải bẩm hoàng thượng, di thần đã có cách ứng phó rồi, chỉ là muốn khẩn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Dương huynh cứ nói đi. Hôm nay di thần muốn mượn Bát Đại Ngự Tổng Binh bên cạnh hoàng thượng, di thần sẽ đích thân đi sắp đặt, sẽ bắt được yêu đạo, chém đầu yêu đạo. Chuyện này, Tiết Quỳ Soái, Quỳ Soái muốn tổn thương 10 ngón tay chỉ bằng hy sinh 1 ngón, toàn lực trừ khử người này sao? Chính là ý này. Khẩn thỉnh hoàng thượng ân chuẩn. Chuẩn tấu. Tạ hoàng thượng. Các vị tướng quân, sau khi ra trận, đề phòng ám khí của yêu đạo. Chúng tôi hiểu rồi, xin nguyên soái yên tâm. Được, mau mở cổng thành, chuẩn bị chiến đấu. Dừng lại đi. Thu binh. Sao rồi? Không sao chứ? Hả? Nghỉ ngơi đi. Hả? Nè, sao rồi? Để sao vậy? Đại ca, thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, xin huynh đừng quá lo lắng như vậy. Ba trận đều bại, tổn thất mấy viên đại tướng, để nói xem ta có thể yên tâm được sao? Nhưng mà đại ca, liên tiếp 2 ngày nay rồi huynh đã không ăn gì, toàn quân đang trông mong ở huynh đó. Đại ca, huynh phải bảo trọng sức khỏe của mình. Ta biết, ta biết rồi. Được rồi,
Ta muốn một mình ra ngoài đi dạo. Chậu tướng quân, sao cậu lại ở đây? Quân sư, khuya như vậy rồi vẫn chưa đi ngủ hay sao? Tiết nguyên soái đâu rồi? Ta muốn đi gặp ông ấy. Ông ấy ra phía tường thành rồi. Quân sư, tâm trạng của nguyên soái bây giờ rất nặng nề, phiền ngài hãy đi khuyên ông ấy. Ta đến đây cũng chính là vì điều này. Quân sư, đã khuya rồi, sao còn chưa ngủ? Tuổi đã cao rồi nên ngủ ít đi, cũng không ngủ được nên mới ra đây đi dạo. Gặp quỳ soái ở đây, quỳ soái cũng không ngủ được sao? Liên tiếp bại 3 trận liền, hao binh tổn tướng, ta làm sao có thể ngủ chứ? Nói cũng đúng, ta cũng bỗng dưng nghĩ đến một số chuyện cũ của trước đây, làm như thế nào cũng không ngủ được. Vậy à? Phải rồi. Nhớ lại năm xưa, cùng với Tần Thúc Bảo Trịnh Giáo Kim, Quốc Trị Cung cùng nhau khởi nghĩa. Lại nghĩ đến nhiều năm trước, chúng ta cùng nhau chinh đông. Nhớ lại năm xưa, thời gian đó đúng thật là thoải mái, không như bây giờ, làm cho ta phải tâm lực kiệt quệ. Ủa, không lẽ năm xưa nguyên soái cảm thấy thỏa thích lâm ly, không có điều gì đau lòng và khó xử hay sao? Tất nhiên là có. Nhớ lại trước đây, ta có năng lực, ông ấy đã kích ta, kiềm chế ta, không cho ta phát huy. Bây giờ nghĩ lại, con người ông ấy đúng thật là rất đáng hận. Người có tài năng không cho người khác phát huy, đối với đất nước, đối với bản thân đều rất là có hại. Nhưng mà ông ta đã quá cố, không còn là nguy hại. Chỉ sợ người sau này không rút ra được bài học của ông ta mà thôi. Ê, quân sư, ngài nói có phải ta đang bước vào con đường của Trương Thế Quý hay không? À không, vẫn chưa đi đến mức độ đó đâu. Ôi trời ơi, ta thật sự hồ đồ đáng chết mà. Những tiểu tướng như Đinh Sang họ có năng lực này, tại sao ta không phát hiện chứ? Trái lại còn nghĩ cách kiềm chế chúng. Điều này không lạ. Điều đáng chú ý nhất cũng chính là điều làm người ta cảm thấy khó hiểu nhất. Ta hiểu rồi. Đa tạ quân sư, nửa đêm nửa hôm còn đến nhắc nhở ta. Nhi thần phụ lòng thánh thượng, hao binh tổn tướng, liên tiếp bại trận, khẩn xin hoàng thượng giáng tội thần. Tiết Dương huynh, xưa nay huynh luôn một lòng trung thành, vì đất nước, vì triều đình đã lập được rất nhiều công lao. Lần này trẫm sẽ không giáng tội huynh đâu. Hoàng thượng có lòng độ lượng, di thần vô cùng cảm kích. Nhưng mà di thần còn có một chuyện khải tấu. Nói đi. Hoàng thượng, di thần biết mình tuổi tác đã cao, tư tưởng cổ hủ, quan niệm lạc hậu, sợ ảnh hưởng tới đại cuộc, chức vụ nguyên soái khó mà đảm nhiệm. Khẩn xin hoàng thượng cho người cao minh. Tiết Dương huynh không so đo được mất cá nhân, suy nghĩ cho đại cuộc, thật sự rất đáng quý. Trẫm sẽ cho Tiết Dương huynh được như ý muốn. Chuẩn tấu. Tạ chủ Long Ngân. Trẫm hạ lệnh cho Tiết Đinh Sang làm đại soái ba quân, Tiết Nhân Quý sẽ làm giám quân của trẫm. Các vị ái khanh có ý kiến gì không? Hoàng thượng anh minh. Lập tức truyền lệnh, triệu cáo triều gia, công bố thiên hạ. Hoàng thượng có tầm nhìn xa trông rộng, chọn con làm nguyên soái,
cha thấy được an ủi rất nhiều. Nhưng mà con phải nhớ đừng phụ lòng của hoàng thượng và của mọi người. Hài Nhi sẽ làm hết sức mình, không để phụ thân với hoàng thượng thất vọng, không để cho mọi người phải thất vọng. Chỉ là Hài Nhi vẫn còn non nớt, không đủ kinh nghiệm, mong phụ thân ở bên cạnh chỉ điểm. Chuyện đó là tất nhiên, nhưng mà tuổi trẻ các con tư duy nhạy bén, mưu lược kỳ tài, người ở thời của cha không thể nào sánh bằng. Sau này trong lúc gặp nhiều ý kiến khác nhau như vậy, nhất định phải suy nghĩ kỹ, không thể để người khác ảnh hưởng. Đa tạ lời dạy của phụ thân, Hài Nhi sẽ ghi nhớ trong lòng. Báo, báo cáo nguyên soái, Trình Thiên Trung tướng quân và Quốc Trị Thanh Sơn tướng quân cầu kiến. Để cho họ vào đi. Dạ. Được rồi, bọn trẻ các con nói chuyện đi. Di phụ nên ra hậu đường nói chuyện với mẹ con và nhị nương con. Con phải uống trà và bàn chuyện rồi. Kim Liên nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh mùi dẫn 5.000 binh mã áp trận ở cửa nam. Tôi lệnh. Quốc Tri Khiêu Hoàng nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh huynh dẫn 5.000 binh mã áp trại ở cửa đông. Nghe lệnh. Giang hộ tiểu tướng nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh cho hai người dẫn theo 50 đội viên của Phiên Hổ Doanh tổ hợp thành một đội mạch đao, trong lúc khai chiến nên lệnh ở ngoài cửa đông. Một khi chủ tướng quân địch bị giết hoặc bỏ trốn, hai người dẫn binh xông lên đó. Kẻ địch đông cuồng, giết không cần phải nhiều lời, kẻ đầu hàng không giết. Nghe lệnh. Lệnh Trình Thiên Trung nghe lệnh. Có mặt tướng. Lệnh cho đệ dẫn 3.000 dân mã đưa lệnh ở trong thành, một khi đánh bại quân địch xông ra bên ngoài đoạt lấy lương thảo kẻ địch. Nghe lệnh. Các tướng sĩ còn lại theo ta giết ra ngoài từ cửa đông, không được chậm trễ. Dạ. Bố binh đã xong, có ổn thỏa không? Mong quân sư chỉ điểm. Tốt lắm. Tiết quỳ xoay bố binh vô cùng tỉ mỉ, lão phu không có ý kiến. Phụ thân, cha cảm thấy thế nào? Nguyên soái sắp xếp vô cùng chu toàn, phụ thân cũng không có ý kiến gì. Các vị tướng sĩ nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai canh ba ăn cơm, canh năm giết giặc. Dạ. Phản tặc to gan, dám giết mấy vị đại tướng của ta, hôm nay bụng xoái tới để lấy mạng của ngươi. Hôm đó ta giết mấy vị đại tướng của ngươi không là gì cả, hôm nay ta sẽ giết quỷ xoái và ngươi. Ngươi có bản lĩnh này sao? Không tin ngươi nhìn đi, hôm nay ta giết chết ngươi, sau đó cướp đi nữ tướng xinh đẹp như hoa bên cạnh, hoàn tục thành thân. Tu đạo bất đạo, đúng là bại loại trong đạo. Hôm nay không giết ngươi, ta thề không bỏ cuộc. Nguyên soái đứng đó, để bổn tướng đi giết tên súc sinh này. Cha! 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 Hỡi! Hỡi! Cha! Lại là hai tên lùn nhà ngươi. Con lừa, lần trước ngươi dùng hai tay hai cái phi bạc cũng đánh không lại ta, hôm nay ngươi chỉ có một cái phi bạc thôi, làm sao mà đánh lại hai người bọn ta đây? Con lừa già, ta khinh. Thủ hạ bại tướng giống như ngươi đây cũng dám ra đây ứng chiến hả? Có phải Thư Bổ Đồng đã không còn lính nữa hay không? Ta khuyên ngươi mau chóng xuống ngựa đầu hàng đi, mất công lát nữa bị đánh bại đó hả? Hai tên lùng giết hoài không chết này, hôm đó đã hủy một phi bạc của ta, hôm nay ta không tha cho hai ngươi đâu. Lên đi.
Con lừa nhà ngươi đúng là xấu xa quá. Bản thân ngươi bỏ mạng thì thôi đi, còn kêu thêm một đám người chết chung với ngươi sao? Đừng nói nhiều. Theo ta thì sống, cản ta thì chết. Chúng tướng nghe lệnh. Có. Đợi trống gõ lên rồi, theo ta dẫn 3.000 tinh binh mở cổng thành ra, giết tất cả quân thư, không chừa một người nào. Rõ. Thank you.
Nè, bỏ lên, bỏ lên. Nào, đẩy qua đây. Qua kia, qua kia. Nhanh lên, nhanh lên. Nào, đi. Nào, rồi, đi. 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 Ba cây tiêu độc của Thư Bửu Đồng đã bị mất một cây. Tám miếng thiết bạc của Thiết Bạc Đạo Nhân đã bị hủy hoàn toàn. Yêu tăng phi bạc, trong đó có một cái phi bạc được Tần Hán tướng quân hủy hoại. Hôm nay đã bị đầu nhất hộ tướng quân hủy mất thêm một cái, đồng thời khiến cho tay trái của Yêu tăng bị tàn phế suốt đời. Thu được lương thảo quân địch 11 vạn gánh, 50 vạn quân địch chết cũng có, đầu hàng cũng có, chỉ còn khoảng 10 vạn người bỏ trốn. Lần này có thể nói là đánh quân địch bị trọng thương rồi. Tốt, Tiết Ái Khanh đúng là đại tướng quân vô địch mà. Khanh đã vì triều đình lập thêm một công lớn nữa. Đó là nhờ hoàng thượng anh minh hồng phúc tề thiên. Di thần chỉ làm tròn bổn phận thần tử, không đáng nói tới. Truyền chỉ, đãi tiệc ba hôm, ban thưởng tam quân. Tuân chỉ. Hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế, giảng giảng tuế. Nguyên soái, xem ra chúng ta thật sự không phải đối thủ của Tiết Đinh Sang rồi. Không phục cũng không được. Đám nhảy ranh này đúng thật là lợi hại. Có điều, không lẽ chúng ta bỏ cuộc vậy sao? Vậy có thể làm được gì? Thiền sư, không trả thù này, thề không làm người. Thù này ai mà không muốn trả chứ. Nhưng mà có trả được không? Bản lĩnh của chúng ta thật sự không bằng người ta. Vậy ông định làm gì? Ta đã chịu thua rồi. Hơn nữa, cái tay ta cũng bị tàn phế, đành đi về Lô Pháp Tự đối diện với ngọn đèn thôi. Vậy còn nguyên soái. Thiền sư, bây giờ ông có cách nghĩ này, ta hiểu được mà. Ta không ngăn cản ông, nhưng ta dự định đi về Kim Phụng Sơn, tìm sư phụ để khổ luyện tiên pháp, sau đó mượn binh của nước láng giềng. Ta nhất định phải quay lại báo thù rửa hận. Nguyên soái, không phải bần tăng tạt nước lạnh vào ngài, cho dù ngài đi luyện phép mượn được binh thì làm được gì? Trừ phi tiên sư đích thân xuống núi mới có thể báo thù rửa hận. Hey, tiên sư đã từng nói với ta rồi, người đích thân xuống núi cũng không phải không có khả năng. Nếu như tới lúc vạn bất đắc dĩ rồi thì người chắc chắn sẽ giúp ta một tay. Nếu có thể như vậy thì chúng ta có khả năng đánh bại Tiết Đinh Sang.